MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 212. Lam Thương giải thích sau, Lục Minh minh bạch. Đơn giản là người khác giúp cốt kiếm tộc lấy được kiếm cốt, sau đó cầm kiếm cốt đổi ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện cơ hội mà thôi. Lần này ta dự định để ngươi, Linh Nhi, còn có Thu Nguyệt cô nương cùng một chỗ tiến đến, chuyện này với các ngươi mà nói, đều là một cái cơ hội tốt. Lam Thương nói. Được. Lục Minh gật gật đầu. Hôm sau, Lam Thương mang theo Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh cùng một chỗ hướng về cốt kiếm tộc đi. Cốt kiếm tộc là Thái Hư Thánh Đô thế lực cường đại, nội tình thâm hậu, kiến trúc sự hùng vĩ, còn xa xa cao hơn Quan Cốc gia, đồng dạng, thực lực cũng xa xa cao hơn Quan Cốc gia. Phía trước, từng tòa như thần kiếm một dạng kiến trúc, đứng sừng sững ở trong thiên địa, từ xa nhìn lại, cũng cảm giác có một cỗ kinh thiên kiếm khí phóng lên tận trời. Cốt kiếm tộc, mặc dù không có năm đó huy hoàng, nhưng là không phải Thái Hư Thánh Đô một dạng thế lực có thể so, hắn vẫn là Thái Hư Thánh Đô bài danh phía trên thế lực. Tham gia săn bắt kiếm cốt người có thể đi vào, những người khác không được đi vào. Một tòa cửa to lớn phía trước, Lục Minh đám người bị ngăn lại. Chúng ta là tham gia săn bắt kiếm cốt. Lục Minh đi ra phía trước. Các ngươi đi vào đi. Trấn thủ đại môn người vung tay lên, Lục Minh, Thu Nguyệt cùng Lam Linh đi vào, Lam Thương ở bên ngoài chờ lấy. Đại môn sau, là một đầu rất dài hành lang, xuyên qua hành lang, đi tới một chỗ diễn võ tràng rộng rãi bên trên. Nơi này, đã có rất nhiều người hội tụ. Cũng không nhất định đều là người trẻ tuổi, còn rất nhiều lão giả và trung niên nhân. Cốt kiếm tộc quy định chỉ là thần vương tam trọng trở xuống có thể đi vào, cũng không có tuổi tác bên trên hạn chế. Lục Minh cùng Thu Nguyệt, Lam Linh ba người, liền chờ ở một bên lên. Ai ô ô, đây không phải đi nhà ta xin thuốc tên phế vật kia sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên. Sau đó, mấy cái thanh niên hướng về Lục Minh bọn họ đi tới bên này. Quan Cốc Lãng, Lục Minh mắt sáng lên. Mấy cái thanh niên trong đó một cái, chính là Quan Cốc Lãng. Quan Cốc Huynh, gia hỏa này, chính là ngươi nói cái kia phế nhân Lam Thương thu nhận đệ tử, một cái liền thần vương còn không có vào, ý nghĩ hão huyền muốn đi Quan Cốc gia cầu niết thiên đan phế vật. Bên cạnh, một cái khác thanh niên cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được lời này, một bên Lam Linh nghe không nổi nữa, giận dữ nói. Ai ô ô, chẳng lẽ ta nói sai? Quan Cốc Lãng bĩu môi, vẻ mặt hài hước quét Lam Linh một cái, ánh mắt lại rơi vào Lục Minh trên người, cười lạnh nói, làm sao? Đến ta Quan Cốc gia không có cầu đến Niết Thiên Đan, lại ý nghĩ háo huyền muốn cốt kiếm tộc, muốn đến Thánh Thiên Ngọc Bích phía dưới tu luyện, ha ha ha, bằng ngươi nửa bước thần vương cảnh tu vi, ta cam đoan, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Động tĩnh bên này, hấp dẫn những người khác ánh mắt, rất nhiều người nhao nhao nhìn về phía bên này. Một cái nửa bước thần vương cũng tới tham gia náo nhiệt. Thực sự là quỷ mê tâm khiếu. Cốt kiếm tộc mặc dù nói thần vương tam trọng hoặc là trở xuống cũng có thể đi vào, nhưng là ở trong đó không phải đùa giỡn, thế nhưng là gặp nguy hiểm, một cái nửa bước thần vương đi vào, còn không phải muốn chết sao? Người khác không sợ chết, chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Cút! Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, từ trong miệng nhàn nhạt phun ra một chữ. Quan Cốc Lãng sắc mặt ngưng tụ, âm trầm xuống, nói tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cút! Cút xa chừng nào tốt chừng ấy. Lục Minh tùy ý phất phất tay, giống như là ở xua đuổi một con kiến. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Quan Cốc Lãng quát lạnh, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Oanh! Trên người hắn, bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, đây là thần vương nhị trọng khí tức. Đồng thời, còn có một cỗ hồng hoang cổ lão khí tức lan tràn ra. Thần vương nhị trọng, thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ phế bỏ tinh hạch ngươi, để ngươi cùng Lam Thương cái kia phế nhân một dạng, lay lắt sống sót. Quan Cốc Lãng quát lạnh. Ngươi im miệng. Lam Linh giận dữ, trường kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, hướng về Quan Cốc Lãng bảo chạm đi. Tự tìm cái chết. Quan Cốc Lãng lấy ra một thanh chiến đao, trận chiến này đao vừa dài vừa mịn, cực kỳ khó coi. Bất quá uy lực cũng là bất phàm, Quan Cốc Lãng chém ra một đao. Đao quang chạm tại Lam Linh kiếm quang bên trên, Lam Linh kiếm quang rung động dữ dội, sau đó nổ bể ra đến, Lam Linh thân hình nhanh chóng thối lui, sắc mặt một trận trắng bệch, kém chút miệng phun máu tươi. Qua những năm này tu luyện,
Lam Linh tu vi đạt đến thần vương nhất trọng đỉnh phong, bất quá nàng thần lực thừa số, cũng chỉ là một lần thức tỉnh, cùng Quan Cốc Lãng chênh lệch nhất trọng tu vi, căn bản không phải Quan Cốc Lãng đối thủ. Tiểu tử, hiện tại đến phiên ngươi. Quan Cốc Lãng đánh lui Lam Linh về sau, ánh mắt lại nhìn phía Lục Minh, hàn quang lấp lóe. Thiếu gia, để cho ta tới. Lục Minh đang chuẩn bị xuất thủ, ngược cái này Quan Cốc Lãng một trận, Thu Nguyệt dậm chân mà ra, rơi vào Lục Minh trước người. Thiếu gia, một lần này để cho ta tới. Thu Nguyệt lại bổ sung một câu, ánh mắt kiên định. Tốt. Lục Minh gật gật đầu. Thiếu gia. Nghe được Thu Nguyệt dạng này một cái mỹ nữ thế mà gọi Lục Minh thiếu gia, Quan Cốc Lãng hâm mộ con mắt đỏ bừng. Tiểu nha đầu, ngươi đi theo cái này phế vật có gì tốt, tới đi theo bản thiếu gia a, bản thiếu gia cam đoan nhường ngươi sảng khoái. Quan Cốc Lãng cười bỉ ổi. Bá. Nghênh đón hắn, là một đạo trắng như tuyết đao quang. Thu Nguyệt trực tiếp xuất thủ, phất tay chém ra một đạo đao mang, hướng về phía Quan Cốc Lãng miệng chém tới. Quan Cốc Lãng hơi kinh hãi, vội vàng vung vẩy chiến đao ngăn cản. Làm! Hai đạo đao quang đụng vào nhau, nhưng là kết quả lại là Quan Cốc Lãng thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại, kém chút cầm không được chiến đao trong tay. Thần vương nhị trọng! Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra nụ cười. Thu Nguyệt tu vi, đã đạt đến thần vương nhị trọng. Cùng Quan Cốc Lãng cùng một cảnh giới. Bất quá, Thu Nguyệt thế nhưng là tu luyện Càn Khôn Vạn Đạo Quyết, khống chế nhiều loại thần phẩm thần lực. Đồng thời, Thu Nguyệt còn có diệt thần chi quang loại này thủ đoạn nghịch thiên, chiến lực mạnh, căn bản không phải Quan Cốc Lãng có thể so sánh. Bá. Một chiêu đánh lui Quan Cốc Lãng, Thu Nguyệt thân hình theo vào, huy trưởng tiếp tục công kích. Nhanh, chúng ta đồng loạt ra tay, phế tiện nhân này. Quan Cốc Lãng kêu to. Oanh, oanh. Quan Cốc Lãng bên cạnh, mấy cái khác thanh niên, đều đồng loạt ra tay. Cái này mấy người thanh niên thực lực, cũng là cực mạnh, hiển nhiên đều là Thái Hư Thánh Đô Thiên Kiêu. Tổng cộng 4 người, cùng một chỗ liên thủ, hướng về Thu Nguyệt đánh tới. Diệt thần chi quang. Thu Nguyệt tâm bên trong khẽ động, một đạo diệt thần chi quang nổi lên, hóa thành một đạo loan đao, quét sạch tứ phương. Ầm 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 ầm. Liên tục 4 tiếng oanh minh, bao quát Quan Cốc Lãng ở bên trong 4 vị thanh niên. Thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, ho ra đầy máu, trọng trọng té lăn trên đất. Thật mạnh. Như thế một cái mỹ nữ, tu vi mạnh như vậy, chỗ nào nhô ra. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức gần sát, các nơi thiên kiêu lục tục tụ đến, bây giờ Thái Hư Thánh Đô thiên kiêu tăng vọt, thực sự là ngọa hổ tàng long a. Không sai, ta đều nhìn thấy mấy cái thiên vương phủ thiên kiêu tới trước. Bên cạnh, những người khác nhìn xem Thu Nguyệt, khiếp sợ không thôi. Quan Cốc Lãng. Còn có mặt khác 3 cái thanh niên, tu vi đều ở thần vương nhị trọng, hơn nữa thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Bậc này thực lực, đặt ở toàn bộ Thái Hư Thánh Triều, mặc dù không có khả năng nói đỉnh tiêm, nhưng là tuyệt đối xếp tại thượng đẳng. Nhưng là 4 người liên thủ, lại bị Thu Nguyệt nghiền ép, có thể tưởng tượng, Thu Nguyệt thực lực hạng gì kinh người. Đụng! Thu Nguyệt theo vào, một cước dẫm nát Quan Cốc Lãng miệng bên trên. Quan Cốc Lãng kêu thảm, miệng đều bị dẫm nát. Đầy miệng máu tươi phun tung tóe, còn có đầy miệng răng, cũng bay ra ngoài. Quan Cốc Lãng khuôn mặt hoàn toàn biến hình. Hừ, nhìn ngươi còn dám mắng thiếu gia. Thu Nguyệt lạnh rên một tiếng, sau đó thân hình khẽ động, lui trở về Lục Minh bên người. Lợi hại a. Lục Minh khen ngợi một tiếng. A, Lục Minh, tiểu tử ngươi chỉ có thể trốn ở nữ nhân sau lưng sao. Nếu là không có nữ nhân này, ta một ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi, a. Quan Cốc Lãng giấy rùa đứng dậy, điên cuồng kêu to, bất quá bởi vì răng bị đánh bay, trong lúc nhất thời còn không có mọc ra, nói chuyện thời điểm, miệng đầy hở. A, có đúng không, ngươi muốn giao thủ với ta? Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, vừa muốn dậm chân mà ra, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác mấy đạo sát khí lạnh như băng, rơi ở trên người hắn. Ân. Lục Minh nhướng mày, ánh mắt hướng về sát cơ truyền tới phương hướng nhìn lại. Nơi đó, có mấy người thanh niên, trên người bọc lấy áo bào đen, sắc mặt âm trầm trắng bạch, ánh mắt rét lạnh hướng về Lục Minh. Là hắn, Cửu U Thiên Vương phủ người. Lục Minh trong lòng hơi động. Mấy cái này hắc bào thanh niên một người trong đó, Lục Minh còn nhận biết. Lúc trước, ở trong tinh nguyệt cổ thành, Lục Minh đụng phải 3 cái Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, trong đó 2 cái, đều bị Lục Minh đánh giết, chỉ có một người không chết. Trước mắt cái này thanh niên, chính là lúc trước tinh nguyệt cổ thành đụng phải cái kia. Thật là tình cờ a. Lục Minh nói nhỏ. Đối phương nếu như không biết sống chết,
hắn không ngại đưa đối phương đoạn đường. Tốt rồi, nhân số không sai biệt lắm, bây giờ có thể xuất phát. Đúng lúc này, một đoàn người đi tới, lớn tiếng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Đoàn người này, tự nhiên là cốt kiếm tộc người. Đây chính là cốt kiếm tộc sao? Lục Minh nhìn sang, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cốt kiếm tộc người tướng mạo rất kỳ quái, cùng nhân tộc thoạt nhìn không sai biệt lắm, bất quá nguyên một đám gầy như que củi, thoạt nhìn như là khô lâu một dạng. Mà ở sau lưng của bọn họ, lại lộ ra một cái chuôi kiếm. Không sai, là chuôi kiếm, từ bọn họ xương sống ra nhô ra. Nghe nói, cốt kiếm tộc xương sống, thiên sinh sẽ ẩn dưỡng một thanh cốt kiếm, uy lực tuyệt luân, vô cùng đáng sợ. Tu vi càng mạnh, cốt kiếm thì sẽ càng mạnh. Mà lần này tiến vào một cái bí cảnh thu thập kiếm cốt, chính là đối cốt kiếm tộc tu luyện có trợ giúp thật lớn, bằng không thì, cốt kiếm tộc cũng sẽ không xuất ra như vậy mê người điều kiện mời người tương trợ. Cốt kiếm tộc người xuất hiện, cửu U Thiên Vương phủ thanh niên thu hồi sát cơ. Những người khác tâm thần, cũng bị cốt kiếm tộc người hấp dẫn. Hừ, Quan Cốc Lãng hừ lạnh, trong mắt sát cơ không ngừng lấp lóe, hắn tâm lý suy tư âm ngoan kế hoạch. Hừ, Lục Minh, không nên bị ta tìm tới cơ hội, bằng không thì nhìn ngươi chết như thế nào. Quan Cốc Lãng cắn răng. Chư vị, tin tưởng tình huống cụ thể, các ngươi đều biết, một lần này, là tiến vào một cái bí cảnh, bên trong sinh tồn rất nhiều hoang thú, những cái này hoang thú xương sống bên trên, sinh trưởng một loại kiếm cốt, mục tiêu của các ngươi, chính là loại kia kiếm cốt. Loại kia kiếm cốt, chia làm đen, bạc, kim ba loại nhan sắc không giống nhau, phẩm chất cũng không giống nhau. Hắc sắc kém cỏi nhất, kim sắc tốt nhất, hơn nữa kiếm cốt là theo trọng lượng tính, một cân kim sắc kiếm cốt, tương đương 10 cân ngân sắc kiếm cốt, tương đương 50 kg hắc sắc kiếm xương. Chỉ có lấy được 1.000 cân hắc sắc kiếm xương, liền có thể ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện một ngày, 1.000 kg hắc sắc kiếm xương, chính là 2 ngày, cứ thế mà suy ra. Cốt kiếm tộc người giải thích. Đám người gật gật đầu, điểm này, bọn họ trước đó sẽ biết. Lặp lại lần nữa, bí cảnh bên trong hoang thú, là rất nguy hiểm, chiến lực cường đại, các ngươi tiến vào sau nếu như chiến tử, ta cốt kiếm tộc khái không chịu trách nhiệm, các ngươi bây giờ muốn thối lui ra, hiện tại liền có thể rời khỏi. Cốt kiếm tộc cường giả nói tiếp. Đương nhiên, không ai thối lui ra. Bọn họ đến thời điểm, đã sớm biết săn giết hoang thú thu hoạch được kiếm cốt là có nguy hiểm, bọn họ đến, liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Tốt, tất nhiên không người rời khỏi, vậy các ngươi ở giấy sinh tử bên trên ký lên tên của mình, liền có thể tiến vào bí cảnh. Cốt kiếm tộc nhân đạo, sau đó lấy ra một bộ to lớn giấy sinh tử. Mỗi một lần người tới, đều có rất nhiều thiên kiêu nhân vật, rất nhiều người địa vị đều rất lớn. Hiển nhiên, cốt kiếm tộc người là sợ những cái này thiên kiêu vạn nhất vẫn lạc, đối phương thế lực sau lưng sẽ tìm cốt kiếm tộc phiền phức. Ký lên giấy sinh tử, liền đại biểu tự nguyện, thế lực này liền không thể nói gì nữa. Đám người xếp hàng, từng cái tiến lên ký lên giấy sinh tử, sau đó ở cốt kiếm tộc cường giả hướng dẫn dưới, rời khỏi nơi này. Không lâu sau đó, bọn họ đi tới một tòa rộng rãi bình đài phía trên, bình đài phía trước có một chiếc gương lơ lửng giữa không trung. Có một đầu cầu đá, từ bình đài, một mực kéo dài đến trong gương. Cái kia bí cảnh, liền trong gương sao? Lục Minh giật mình. Quả nhiên, cốt kiếm tộc người mở miệng, nói cái kia bí cảnh, chính là ở nơi này trong gương, tấm gương này chính là ta cốt kiếm tộc truyền xuống một kiện cổ lão bảo vật, trong gương tự thành thế giới, nhưng là ta cốt kiếm tộc lại vào không được, các ngươi đi vào đi, thời gian là một năm, trong vòng một năm, các ngươi tùy thời đều có thể đi ra. Nói xong, một chút lão giả còn có một số đại hán trung niên, đã dậm chân mà ra, dọc theo đầu kia cầu đá, hướng về tấm gương đi đến. Cốt kiếm tộc thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ mở ra một lần tấm gương thế giới, mời người săn bắt bên trong kiếm cốt, có ít người đã không phải lần đầu tiên đến, quen việc dễ làm. Những người này càng đến gần tấm gương, thân thể liền càng ngày càng nhỏ, làm gần sát tấm gương thời điểm, bọn hắn thân thể trở nên như to bằng hạt bụi, sau đó chui vào đến trong gương biến mất không thấy gì nữa. Những người khác đi theo tiến lên, hướng đi tấm gương. Chúng ta cũng đi thôi. Lục Minh nói, cùng Thu Nguyệt Lam Linh hai người, dọc theo cầu đá hướng về tấm gương đi đến. Nói đến kỳ quái, bọn họ càng là hướng đi tấm gương, cũng cảm giác tấm gương càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, tấm gương phảng phất bao trùm thương khung. Ong ong, bọn hắn thân thể vừa tiếp xúc với tấm gương, thật giống như xuyên qua một tầng nước gợn sóng, sau một khắc, Lục Minh bọn họ xuất hiện ở một đầu trên cầu thang. Phía sau bọn họ, đồng dạng là một chiếc gương. Bọn họ đã tiến nhập trong gương thế giới. Đưa mắt nhìn tới,
Trước mắt là một mảnh mênh mông thế giới, mênh mông, không nhìn thấy bờ. Giống. Nơi xa, có hống khiếu tiếng truyền đến. Là kiếm cốt thú. Sông. Rất nhiều người đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Đi. Phàm là thông qua tấm gương tới chỗ này, nhao nhao đằng không mà lên, bay về phía từng cái phương hướng, đi săn giết kiếm cốt thú đi. Lục Minh nhìn thấy Quan Cốc Lãng lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, cùng mấy người đồng bạn của hắn bay về phía nơi xa. Lục Minh cười nhạt một tiếng, sau đó cùng Thu Nguyệt, Lam Linh hai người, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, bay tới đằng trước. Rất nhanh, bọn họ liền phi ra nhìn bên ngoài mấy vạn dặm. Giống, giống, oanh, oanh. Lục Minh phi hành quá trình bên trong, thấy được từng con khổng lồ cự thú, đang cùng một số cao thủ giao chiến. Những cái này khổng lồ cự thú, thân cao 100 mét, khí thế như điên, loại này cự thú, chính là kiếm cốt thú. Những cái này kiếm cốt thú tu vi không cao, một đường bay tới, phát hiện nhiều nhất kiếm cốt thú, tu vi đều là đang thần vương nhất trọng. Bất quá, những cái này kiếm cốt thú, đều bị người theo dõi. Người tiến vào nhiều lắm, quả thực là sói nhiều thịt ít. Ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng về chỗ xa hơn bay đi. Lại bay ra mấy vạn dặm. Các ngươi nhìn, kiếm cốt thú. Thu Nguyệt chỉ về đằng trước kêu lên. Phía trước một mảnh vùng núi bên trên, mấy con kiếm cốt thú đang ở ủi lấy vùng núi, ở nơi nào đào kim loại ăn. Nhanh, động thủ. Lục Minh kêu lên. Tranh thủ thời gian dành thời gian động thủ, bằng không thì kiếm cốt thú lại muốn bị người đoạt đi. Ba người hóa thành ba đạo hồng quang, bay về phía kiếm cốt thú. Hống hống hống. Kiếm cốt thú phát hiện Lục Minh bọn họ, gầm thét hướng về Lục Minh bọn họ phát động tiến công. Những cái này kiếm cốt thú trên người, thế mà bay ra từng khối cốt phiến, như phi kiếm một dạng chém về phía Lục Minh ba người. Bất quá những cái này kiếm cốt thú tu vi, chỉ là thần vương nhất trọng mà thôi, không cần nói Lục Minh cùng Thu Nguyệt, liền xem như Lam Linh, đều có thể tùy tiện chém giết những cái này kiếm cốt thú. Đụng, đụng, đụng. Lục Minh ba người công kích, rơi vào kiếm cốt thú trên người, kiếm cốt thú trên người toái thạch bay loạn, nhao nhao nổ bể ra. Ba cái kiếm cốt thú, trong khoảnh khắc bị đánh chết. Lục Minh ba người rơi vào kiếm cốt thú bên cạnh, bắt đầu tìm kiếm kiếm cốt. Kiếm cốt thú cấu tạo vô cùng kỳ quái, cũng không phải là huyết nhục sinh mệnh, toàn thân từ nham thạch cùng kim loại cấu thành. Cuối cùng, ba người ở kiếm cốt thú xương sống, phát hiện một ngón tay lớn nhỏ xương cốt màu đen, cái này xương cốt hiện lên hình kiếm, có một cổ vô hình kiếm áp lan tràn ra. Bọn họ biết rõ, đây chính là cốt kiếm tộc cần có kiếm cốt. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, đem một đoạn này kiếm cốt lấy xuống dưới. Ước chừng chỉ có 10 cân tả hữu. Lục Minh cầm ở trong tay điêm lượng một lần, tâm lý cũng khá là im lặng. Một cái kiếm cốt thú trên người kiếm cốt, mới 10 cân tả hữu, há chẳng phải muốn săn giết 100 con dạng này kiếm cốt thú, mới có thể đổi được ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện một ngày. Xem ra, muốn ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện, không có dễ dàng như vậy a. Sau đó, Thu Nguyệt cùng Lam Linh nhao nhao đem kiếm cốt gỡ xuống, cùng Lục Minh không sai biệt lắm, đều là 10 cân dáng vẻ chừng. Đi, tiếp tục săn giết. Lập tức, ba người đằng không mà lên, tiếp tục săn giết. Bất quá, bắt đầu cái này một khoảng cách, quá nhiều người, Lục Minh bọn họ nhiều lần thấy có người bởi vì tranh đoạt kiếm cốt thú, ra tay đánh nhau. Thế giới này kiếm cốt thú rất nhiều, không cần thiết ở đây cạnh tranh, chúng ta trước xâm nhập một khoảng cách lại nói. Lục Minh đề nghị. Ba người không có dừng lại, đem tốc độ triển khai, một mực hướng về thế giới này chỗ sâu bay đi. Theo bọn họ xâm nhập, đám người cũng không ngừng phân tán ra, cuối cùng không có nhiều người như vậy. Phía trước lại có. Thu Nguyệt ngạc nhiên kêu lên. Ở phía trước, tối thiểu có 5, 6 con kiếm cốt thú, ba người bay về phía tiến đến, đánh chết. Sau đó tiếp tục tìm kiếm. Ít người, tìm kiếm kiếm cốt thú dễ dàng hơn không ít, tiếp đó, bọn họ thỉnh thoảng có thể tìm tới kiếm cốt thú. Loại này kiếm cốt thú, không chỉ có trên mặt đất, sẽ còn trốn dưới mặt đất. Bọn hắn thân thể giống như là nham thạch cùng kim loại hỗn hợp tạo thành, tỉ như lúc ngủ, liền trốn ở dưới đất đi ngủ, có đôi khi không địch lại, liền sẽ trốn vào lòng đất, ngược lại là một chuyện phiền toái. Bọn họ phải cẩn thận cảm ứng, mới có thể tìm được kiếm cốt thú. Cứ như vậy, hơn một ngày về sau, Lục Minh ba người, mỗi người đều được 250 kg tả hữu hắc sắc kiếm xương, ước chừng có thể ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện nửa ngày. Giống. Ba người đang ở một mảnh núi hoang tìm kiếm kiếm cốt thú, bỗng nhiên giống to một tiếng, mặt đất toái thạch bạo liệt, một cái lợi chảo hướng về Lam Linh bắt tới, uy lực phi thường cường đại.
Lam Linh giật mình, vội vàng vung kiếm chống đối. Làm! Lợi chảo đánh vào Lam Linh chiến kiếm bên trên, lấy Lam Linh tu vi, thế mà đều ngăn cản không nổi, thân thể chấn động mãnh liệt, bị đánh bay ra ngoài. Đón lấy, dưới mặt đất chạy ra khỏi một cái kiếm cốt thú. Cái này kiếm cốt thú cùng bọn hắn trước đó đụng phải không thái nhất dạng, hình thể nhỏ hơn rất nhiều. Trước đó kiếm cốt thú, thân cao một từng cái tầm chừng trăm thước, mà trước mắt cái này, thân cao chỉ có 20 mét dáng vẻ. Thần vương tam trọng, Lục Minh mắt sáng lên. Hắn cảm ứng ra đến, cái này kiếm cốt thú tu vi, là thần vương tam trọng, khó trách lấy Lam Linh tu vi, đều ngăn cản không nổi, bị một chiêu đánh bay ra ngoài. Thần vương cảnh, tu vi cao một trọng, thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng không phải là dựa vào đơn giản một chút bí thuật liền có thể vượt qua. Lam Linh thiên phú rất cao, thần kỹ bí thuật uy năng cũng rất mạnh, hơn nữa thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, cho dù dạng này, nàng nhiều nhất có thể chấn áp hoặc là đánh giết một tôn thông thường thần vương nhị trọng, nhưng đối mặt thần vương tam trọng, liền tuyệt đối không địch lại. Giống, kiếm cốt thu hét lớn một tiếng, lại muốn hướng về lấy Lam Linh đánh giết đi. Lục Minh một bước bước ra, liền ngăn tại kiếm cốt thú trước người, đấm ra một quyền, một đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra, hướng về kiếm cốt thú đánh tới, cùng kiếm cốt thú lợi trảo đụng vào nhau. Một tiếng trầm muộn bạo tạc, kiếm cốt thú thân hình liên tục lui lại. Giết! Lục Minh quát khẽ, song quyền liên tục oanh ra, tổng cộng có 36 đầu cửu trảo thần long mà ra, hướng về kiếm cốt thú đánh giết đi. Liên tiếp tiếng nổ mạnh về sau, đầu kia kiếm cốt thú đã vết thương chồng chất, nằm trên mặt đất không có khí tức. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ, đánh giết một tôn phổ thông thần vương tam trọng tồn tại, cũng không khó, đều không cần thi triển bản nguyên bí thuật. Đương nhiên, ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức này, hắn muốn gặp phải đối thủ, không thể nào là thông thường thần vương, mà toàn bộ đều là đỉnh cấp thiên kiêu. Hừ, ai muốn ngươi cứu, chính ta có thể ứng phó. Lam Linh bay tới, quật cường nói. Lau người miệng vết máu rồi nói sau. Lục Minh cười một tiếng. Lam Linh lại lạnh rên một tiếng, không nói. Lục Minh tiến lên đem cái này kiếm cốt thú kiếm cốt lấy xuống. Ngân sắc. Lục Minh vui vẻ. Cái này kiếm cốt thú trên người kiếm cốt, là ngân sắc, hơn nữa trọng lượng không nhẹ, khoảng chừng 30 cân. 30 cân ngân sắc kiếm cốt, có thể tương đương 150 kg hắc sắc kiếm cốt. Lục Minh không chút khách khí thu vào, hắn nhưng không biết cùng Lam Linh thương lượng chia đều loại hình, muốn chia đều, cũng là cùng Thu Nguyệt chia đều. Tiếp đó, bọn họ hành động cẩn thận rồi một chút. Nơi này tất nhiên xuất hiện một cái thần vương tam trọng kiếm cốt thú, vậy liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Quả nhiên, từ cái này một vùng bắt đầu, kiếm cốt thú đẳng cấp, tăng lên không ít. Không chỉ có thần vương nhất trọng, thần vương nhị trọng, thần vương tam trọng cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, bọn họ thu thập tốc độ, tăng lên không ít. Nhoáng một cái, bọn họ tiến vào nơi này đã một tháng. Một ngày này, bọn họ đang ở phi hành tìm kiếm kiếm cốt thú, bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì, phía trước mấy cái thanh niên, chặn lại bọn hắn đường đi. Là người cửu U Thiên Vương Phủ. Tổng cộng ba cái thanh niên, một thân áo bào đen, sắc mặt âm trầm, chính là cửu U Thiên Vương Phủ ba cái thanh niên. Ở giữa nhất một cái hắc bào thanh niên, đôi mắt hẹp dài, như một con rắn độc một dạng hướng về Lục Minh, trên người sát cơ, không che giấu chút nào. Các ngươi muốn làm gì? Lam Linh âm thanh lạnh lùng nói. Lục Minh cùng cửu U Thiên Vương Phủ ân oán, nàng cũng không biết. Làm gì, tự nhiên là giết các ngươi. Trung gian hắc bào thanh niên thanh âm phi thường băng hàn, nói xong, trên người hắn tản mát ra một cỗ khí tức kinh người, đem Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh ba người đều bao phủ ở bên trong. Thần vương tam trọng. Lam Linh kinh hô một tiếng, sắc mặt hơi hơi tái đi. Cái này thanh niên, có thần vương tam trọng tu vi, hơn nữa còn là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thiên kiêu. Bất quá, cái này cũng không vượt quá Lục Minh dự kiến. Đối phương gặp qua Thu Nguyệt xuất thủ, nghiền ép Quan Cốc Lãng đám người, còn dám tự tin như vậy ngăn tại trước mặt bọn họ muốn giết bọn hắn, khẳng định có đầy đủ tự tin. Mặt khác hai cái cửu U Thiên Vương Phủ Thiên Kiêu, thực lực liền muốn kém hơn rất nhiều. Ban đầu ở Tinh Nguyệt Cổ Thành gặp phải thanh niên kia, bây giờ đã đột phá đến thần vương cảnh, vì thần vương nhất trọng. Mà một cái khác, là thần vương nhị trọng, cùng Quan Cốc Lãng tương đương, đều là thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại. Tin tưởng cho dù ở cửu U Thiên Vương Phủ, đó đều là đứng đầu nhất thiên kiêu. Thiếu gia, giao cho ta. Lúc này, Thu Nguyệt mở miệng, bước ra một bước, trên người bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, vô cùng sắc bén, nhất cử phá mở đối phương khí tức áp chế. Trong mắt nàng, lộ ra một bộ nhao nhao muốn thử biểu lộ.
Lục Minh cười một tiếng, nha đầu này là đánh lên nghiện. Cũng phải, Thu Nguyệt từ khi lấy được thần nhãn thiên quân truyền thừa về sau, một mực cắm đầu tu luyện, không có rất tốt thực chiến qua, trước đó ngược quan cốc lãng về sau, để cho nàng động thủ hào hứng rất cao. Đi thôi. Lục Minh cười một tiếng, nói. Ngươi để cho nàng một người. Lam Linh giật mình. Tự nhiên, mấy con Amiu A cậu cần chúng ta đồng loạt ra tay, còn đến mức nào? Lục Minh bĩu môi, mặt coi thường. Lời này kém chút đem ba cái cửu U Thiên Vương phủ thanh niên tức chết. Ba người các ngươi, cùng chết. Trung gian cái kia cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, mấy con quỷ trảo hình thành, hướng về Thu Nguyệt, Lục Minh, Lam Linh ba người vồ tới. Đối thủ của các ngươi, là ta. Thu Nguyệt khẽ kêu, tay ngọc vung lên, ba đạo đao quang chém ra, đem ba cái quỷ trảo chém thành hai nửa. Sau đó bước ra một bước, thân như thiểm điện, phất tay, đao quang tung hoành, đem ba cái cửu U Thiên Vương phủ thanh niên đều bao phủ đi vào. Giết tiện nhân này. Cái kia mạnh nhất cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu giống to, thân hình không ngừng lấp lóe, thế mà lập tức tránh khỏi Thu Nguyệt đao quang, hướng về Thu Nguyệt phóng đi. Nhưng là Thu Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, trên người bị thần lực bao phủ, xuất trần linh động, như tuyệt đại thần nữ một dạng. Trong thời gian nháy mắt, từng đạo đao mang bắn ra, từ mặt đất bát phương bao phủ đối phương, làm cho đối phương lui không thể lui. Đụng. Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu thân hình đại chấn, liên tiếp lui về phía sau. Về phần mặt khác hai cái cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, là dốc hết toàn lực, mới né qua Thu Nguyệt công kích. Tự tìm cái chết, quỷ vụ sát. Cửu U Thiên Vương phủ cái kia cầm đầu thiên kiêu Lệ Uống, hắn thân thể thế mà đụng một tiếng nổ bể ra đến, hóa thành một cỗ quỷ vụ. Đồng thời, mặt khác hai cái cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu cũng là như thế, thân thể nổ tung, hóa thành quỷ vụ. Ba đám quỷ vụ cấp tốc biến lớn, rất mau đem trong vòng ngàn dặm địa phương đều bao phủ đi vào, Thu Nguyệt cũng trong nháy mắt bị bao phủ ở quỷ vụ bên trong. Chúng ta lui. Lục Minh kéo một phát Lam Linh, cấp tốc lui lại, rời đi quỷ vật bao phủ khu vực. Ngươi yên tâm để nàng như vậy. Lam Linh nói. Nàng mặc dù trước đó gặp qua Thu Nguyệt xuất thủ, chấn áp thô bảo quan cốc lãng, thực lực độ cao, để cho nàng hâm mộ lại ghen ghét. Nhưng là, cửu U Thiên Vương phủ cầm đầu thanh niên kia, thế nhưng là thần vương tam trọng, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số tồn tại, so quan cốc lãng trọn vẹn cao hơn nhất trọng tu vi, chỉ sợ một chiêu liền có thể chấn áp quan cốc lãng. Thu Nguyệt là đối thủ. Có cái gì không yên lòng? Lục Minh cười nhạt một tiếng. Đồng dạng là đỉnh cấp thiên kiêu, lại là ở thần vương cảnh, đích xác rất khó thực hiện vượt cấp mà chiến. Nhưng người khác không thể, Thu Nguyệt có thể. Thu Nguyệt tu luyện càn khôn vạn đạo quyết khống chế diệt thần chi quang, càng thức tỉnh hơn bản nguyên bí thuật, những thủ đoạn này chung vào một chỗ, coi như đối phương là đỉnh cấp thiên kiêu, vượt cấp mà chiến, cũng không có chút nào vấn đề. Oanh, oanh. Quỷ vụ bên trong, oanh minh không ngừng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo thần quang bắn ra, đại chiến phi thường kịch liệt. Lục Minh cùng Lam Linh hai người đứng ở nơi xa, rất xa quan sát. Bỗng nhiên, Lục Minh quay đầu, nhìn về phía hậu phương, thản nhiên nói, lén lén lút lút trốn ở trong đó làm gì. Ra đi. Lam Linh giật mình, vội vàng hướng sau nhìn lại. Ha ha ha, Linh giác ngược lại là rất nhạy cảm. Cười to một tiếng truyền ra, sau đó, bốn vị thanh niên bay tới. Lục Minh khóe miệng nổi lên nụ cười quái dị, không khác, cái này bốn vị thanh niên, thực sự là quan cốc lãng bốn người. Kỳ thật, ở Thu Nguyệt cùng cửu U Thiên Vương phủ người đại chiến trước đó, quan cốc lãng bốn người đã đến cách đó không xa, bọn họ trốn ở trong tối rất xa quan sát, chờ Thu Nguyệt cùng cửu U Thiên Vương phủ người đại chiến một chỗ thời điểm, quan cốc lãng kích động một cái, bị Lục Minh phát hiện. Lục Minh, không nghĩ tới ngươi tu vi không được, đắc tội người ngược lại là thật nhiều, lại còn đắc tội cửu U Thiên Vương phủ người, hiện tại cái kia nữ bị cửu U Thiên Vương phủ người mệt mỏi ngủ, xem ai có thể giúp ngươi. Quan cốc lãng cười to, không kiêng nể gì cả. Hắn sợ chỉ là Thu Nguyệt mà thôi, hiện tại Thu Nguyệt bị những người khác ngăn trở, hắn giết Lục Minh cái này nửa bước thần vương, dễ như trở bàn tay. Bá bá bá. Lúc này, nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Lại có người đến, có 10 cái thân ảnh, xuất hiện ở cách đó không xa, có lão trẻ tuổi có, bất qua bọn hắn cũng không có tới gần, mà là đứng ở cách đó không xa quan sát. Hiển nhiên, là bị Thu Nguyệt cùng cửu U Thiên Vương phủ người đại chiến hấp dẫn tới. Đáng tiếc, nhìn thấy đến nhiều người như vậy, Lục Minh khe khẽ thở dài. Hắn vốn là muốn đem quan cốc lãng mấy người đánh giết ở đây. Nhưng là bây giờ đến nhiều người như vậy, hắn liền không tốt đánh giết quan cốc lãng. Dù sao,
Hắn hiện tại mới tới Thái Hư Thánh Đô, mới đến, không có chút nào căn cơ. Mà Lam Thương, cũng sẽ không là năm đó Lam Thương, không có lực ảnh hưởng gì. Mà Quan Cốc Thế Gia, dù sao cũng là Thái Hư Thánh Đô Đại Thế Gia, thực lực so Cửu Tuyệt Thiên Vương Phủ Kim Gia, Tần Gia, không muốn biết mạnh bao nhiêu. Hắn nếu như giết Quan Cốc Lãng, Quan Cốc Kiện Phát cuồng muốn giết hắn, không có người giúp hắn. Chỉ có chờ hắn gia nhập Thái Hư Hoàng Gia Thánh Viện, thậm chí tiến vào 10 vị trí đầu, thu được khai phủ lập tộc tư cách, như thế mới tính đứng vững gót chân, khi đó, hắn muốn giết Quan Cốc Lãng, không có mảy may cố kỵ. Nhưng bây giờ, hắn không thể không nhìn kỵ. Chỉ có thể ngược hắn một trận. Lục Minh lẩm bẩm một câu. Tiểu tử, lại thế nào nói một mình cũng vô dụng, ta sẽ phế bỏ ngươi tinh hạch, nhường ngươi cùng Lam Thương cái kia phế nhân một dạng, kéo dài hơi tàn. Quan Cốc Lãng hét lớn. Ngươi im miệng. Lam Linh khí thẳng phát run, lệ uống một tiếng, liền muốn xông đi lên cùng Quan Cốc Lãng liều mạng. Nhưng là, một cái kiên định có lực đại thủ, đè ở Lam Linh bờ vai bên trên, thanh âm đạm mạc, ở trong tai nàng vang lên, để cho ta tới. Sau đó, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, hướng về Quan Cốc Lãng đi đến. Giờ khắc này, Lục Minh ở Lam Linh trong mắt hình tượng, bất chi bất giác trở nên cao lớn lên. Ta nhổ vào, ta đang suy nghĩ gì? Cái này hèn mọn vô sỉ gia hỏa làm sao sẽ trở nên cao lớn? Lam Linh liền vội vàng lắc đầu, đem trong đầu nàng cho rằng không thiết thực ý nghĩ vung ra ngoài não. Nhìn xem Lục Minh vẻ mặt tao bao hướng về bản thân đi tới, Quan Cốc Lãng giận dữ, quát to, một cái nửa bước thần vương rác rưởi còn ở nơi này trang bức, quỳ xuống cho ta ăn đất. Quan Cốc Lãng một bàn tay hướng về Lục Minh phiến đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. 3. Thanh thúy dính tiếng vỗ tay vang lên, sau đó một bóng người liên tiếp lui về phía sau. Cái này lui lại người, tự nhiên là Quan Cốc Lãng. Hắn mặc dù là xuất thủ trước, nhưng Lục Minh phát sau mà đến trước, một tát trên mặt của hắn. Một tát này phiến cực nặng, Quan Cốc Lãng trong miệng máu tươi cuồng phún, miệng đầy răng đều bay ra ngoài. Quan Cốc Lãng phát ra như mổ heo gầm thét, đều tức bể phổi. Lúc trước hắn bị Thu Nguyệt đánh bay miệng đầy răng, khoảng thời gian này rốt cục mọc ra, hiện tại lại bị đánh bay miệng đầy răng. Hắn quả thực lửa giận ngút trời, hận thiên hận tâm đều có. Oanh! Quan Cốc Lãng tuôn ra toàn thân thần lực, ánh mắt đỏ như máu hướng về Lục Minh, giống to tiểu tử, ta muốn đưa ngươi tháo thành tám khối. Trong tay hắn xuất hiện một cái dài nhỏ chiến đao, một đao hướng về Lục Minh chém tới. Hắn y nguyên tràn đầy lòng tin tưởng có thể đem Lục Minh chém ở dưới đao. Vừa rồi, là hắn sơ suất quá, hắn cho rằng Lục Minh chỉ là một cái nửa bước thần vương mà thôi, cho nên căn bản không có cái gì đề phòng, mới bị Lục Minh phiến bạt tai. Đánh chết hắn cũng không tin, lấy hắn thực lực ngay cả một cái nửa bước thần vương đều đánh không lại. Đao quang phá không, phát ra kinh khủng gào thét, hướng về Lục Minh đánh tới. Thần Long Pháp Tướng. Lục Minh nói nhỏ, hai tay vung ra, từng đầu cửu trảo thần long nổi lên, hướng về Quan Cốc Lãng đánh giết đi. Nhiều như vậy đầu cửu trảo thần long, lập tức đem Quan Cốc Lãng che mất. Rầm rầm rầm, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, khi tất cả cửu trảo thần long biến mất sau, Quan Cốc Lãng như một đầu như chó chết nằm trên mặt đất, toàn thân đang co quắp. Thần Long Pháp Tướng quyết, ngưng tụ ra thần long pháp tướng càng nhiều, uy lực thì sẽ càng mạnh. Bây giờ có thể lập tức ngưng tụ ra 36 đầu cửu trảo thần long, uy lực của nó mạnh kinh người, so Lục Minh dùng ra chúa tể chi môn, cũng yếu không có bao nhiêu. Nếu như về sau có thể ngưng tụ trên 100 đầu cửu trảo thần long, uy lực của nó sợ rằng phải vượt qua chúa tể chi môn. Đương nhiên, làm Lục Minh đối chúa tể thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh số lần tăng nhiều thời điểm, chúa tể chi môn uy lực cũng sẽ tăng vọt. Cùng Quan Cốc Lãng cùng một chỗ ba cái thiên kiêu, còn có nơi xa người quan chiến, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một màn này, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ở dự đoán của bọn hắn bên trong, bị đánh thành đầu heo hẳn là Lục Minh A, có thể kết quả, lại là Quan Cốc Lãng bị đánh thành chó chết. Lục Minh bước ra một bước, rơi ở bên người Quan Cốc Lãng. Đồng loạt ra tay giết hắn A. Quan Cốc Lãng dọa thét lên. Xuất thủ. Mặt khác ba cái thanh niên hét lớn, cũng đồng loạt ra tay. Ba đạo công kích, hướng về Lục Minh giết tới. Thần Long Pháp Tướng. Lục Minh quát khẽ, thần lực sôi trào, tất cả thần lực đều vận chuyển lại, tăng thêm chiến tự quyết gấp 4 chiến lược phát động. Hống hống hống. Thần Long bàn không, lại là 36 đầu cửu trảo thần long nổi lên, hướng về ba cái thanh niên phóng đi. Mỗi một con thần long pháp tướng, cùng đối phương vừa đụng chạm,
liền trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành năng lượng kinh khủng phóng tới đối phương. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, ba cái thanh niên nhanh lùi lại, nguyên một đám phun máu phè phè, sắc mặt trắng bạch, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ đều là thần vương nhị trọng đỉnh cấp thiên kiêu a, ba người liên thủ thế mà đều không phải là Lục Minh đối thủ, thực sự để bọn hắn kinh khủng. Thiên nửa bước thần vương lại có mạnh như vậy chiến lực. Nơi xa những cái kia người quan chiến cũng là trợn mắt hốc mồm, đây là nơi nào nhô ra a, cũng quá kinh khủng. Quả nhiên mỗi lần Thái Hư Hoàng gia thánh viện tổ chức thời điểm đều sẽ toát ra một chút biến thái yêu nghiệt, không cách nào theo lẽ thường cân nhắc. Thiên kiêu hội tụ, phong vân tế hội, lại một lần va chạm mạnh muốn bạo phát. Một số người cảm thán, mà chờ mong. Chờ mong ở Thái Hư Hoàng gia thánh viện tổ chức về sau, toàn bộ Thái Hư Thánh triều thiên kiêu va chạm, yêu nghiệt cùng yêu nghiệt quyết đấu, nên là bực nào đặc sắc. Mà giờ khắc này, Quan Cốc Lãng cả người đều dọa mộng, vẻ mặt mộng bức. Quỳ xuống ăn đất a. Lục Minh đi tới, cách không một chảo, thần lực bộc phát, đem Quan Cốc Lãng bắt lấy. Lục Minh, buông tha ta, buông tha ta, nơi này nhiều người nhìn như vậy, ngươi giết ta, cha ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Quan Cốc Lãng hoảng sợ kêu to, tay chân loạn vũ, giống như là một cái bị bắt lại vỏ rùa rùa đen. Đụng, Lục Minh không thèm để ý hắn, nắm lấy Quan Cốc Lãng, đem hắn đầu hướng lòng đất lấp đầy. Quan Cốc Lãng đầu, trực tiếp bị nhét vào trong đất, chỉ để lại một đoạn thân thể ở bên ngoài giấy rùa. Lần này là chân chính ăn đất. Mặt khác ba cái thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng lui lại. Lục Minh cười nhạt một tiếng, không thèm để ý những người này, đi tới Lam Linh bên người, lặng lặng quan sát Thu Nguyệt cùng Cửu U Thiên Vương phủ đại chiến. Lam Linh ánh mắt phức tạp nhìn Lục Minh một cái. Lục Minh thực lực, quả thực càng ngày càng cao thâm khó lường. Nàng thế nhưng là biết rõ Lục Minh thức tỉnh bản nguyên bí thuật, hiện tại liền bản nguyên bí thuật đều không có dùng ra, liền chấn áp Quan Cốc Lãng đám người. Mà nàng còn không phải Quan Cốc Lãng đối thủ. Ta không thể thua hắn, không thể. Lam Linh nắm chặt song quyền, trong lòng cắn răng. Diệt thần chi quang. Đúng lúc này, bị quỷ vụ bao phủ khu vực bên trong, phát ra một tiếng khẽ kêu. Sau đó, một vệt thần quang phóng lên tận trời, chói lọi đến cực điểm. Thu Nguyệt rốt cục dùng ra diệt thần chi quang, diệt thần chi quang vừa ra, nồng nặc quỷ vụ, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Liên tục hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, quỷ vụ tiêu tán, hai đạo bóng người rơi xuống dưới đại địa, không có khí tức. Là hai cái Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, một cái là thần vương nhất trọng, một cái là thần vương nhị trọng, đã bị Thu Nguyệt diệt thần chi quang chém giết. Chỉ có cái kia thần vương tam trọng thiên kiêu không có chết, nhưng thân thể cũng nhanh lùi lại, ở lồng ngực của hắn, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy ròng. Đáng chết, đáng chết. Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu hoảng sợ giống to, sau đó xoay người chạy. Giết! Thu Nguyệt khẽ nói, trong bàn tay của nàng, xuất hiện một cái cổ lão loan đao. Thu Nguyệt vung tay lên, loan đao trực tiếp bay ra ngoài, như một đạo sáng lạng quang mang, xẹt qua bầu trời, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng. Trong chớp mắt, liền đuổi kịp Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu. Phốc phốc! Máu tươi văng khắp nơi, Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu bị chém đứt đầu lâu. Thu Nguyệt thi triển ra bản nguyên bí thuật, loan đao phi ra, một đao mất hồn, Cửu U Thiên Vương phủ thiên kiêu, vẫn lạc. Hiện trường, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có loan đao vạch phá không khí chính là thanh âm. Bá! Loan đao bay trở về Thu Nguyệt trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Bản nguyên bí thuật, đây là bản nguyên bí thuật. Có người kinh hô lên. Lại là bản nguyên bí thuật, khủng bố a, ta thế mà gặp được một cái thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật thiên kiêu. Một cái nửa bước thần vương khủng bố như vậy, hiện tại lại xuất hiện một cái thức tỉnh bản nguyên bí thuật người, mấy người kia là lai lịch thế nào a? Lợi hại a! Đám người kinh thán không thôi. Mà Lam Linh càng là mở to hai mắt nhìn, hướng về Thu Nguyệt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng lúc trước còn cho rằng Thu Nguyệt chỉ là Lục Minh bên người một cái bình thường nha hoàn, căn bản không xứng đi theo Lục Minh bên người, nhưng còn bây giờ thì sao, Thu Nguyệt triển lộ thiên phú, quả thực là đáng sợ. Không chỉ tu vì vượt qua nàng, càng là thức tỉnh bản nguyên bí thuật, chiến lược so với nàng cao hơn. Cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo Lam Linh, lòng tự trọng nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Nàng âm thầm cắn răng, nắm đấm gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Chạy mau a! Giờ phút này, Quan Cốc Lãng đầu đã từ trong đất rút ra, nhìn thấy một màn này, kém chút sợ tè ra quần, không lo được lưu lại ngoan thoại, nhấc chân chạy, trong nháy mắt liền chạy mất dạng.
Lục Minh cũng lười đuổi theo. Quan Cốc Lãng thức thời, về sau không tìm hắn để gây sự còn tốt, nếu như về sau còn tiếp tục tìm hắn để gây sự, hắn nhất định sẽ chạm đối phương. Thiếu gia, cho. Thu Nguyệt đem Cửu U Thiên Vương phủ mấy cái thiên kiêu chữ vật giới chỉ thu hồi đến, muốn đưa cho Lục Minh. Ngươi thu, chúng ta đi. Lục Minh cười một tiếng, sau đó bay tới đằng trước. Nơi đây không nên ở lâu, hay là trước rời đi tốt. Rất nhanh, ba người liền bay ra bên ngoài mấy vạn dặm, sau đó tiếp tục tìm kiếm kiếm cốt thú, săn giết kiếm cốt thú. Thời gian vội vàng, rất nhanh, lại qua nửa năm. Nửa năm này, bọn họ đều có rất lớn thu hoạch. Lục Minh cùng Thu Nguyệt thu hoạch to lớn nhất, hai người phân biệt thu thập được kiếm cốt, cộng lại đủ có thể khiến bọn họ ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện 10 ngày. Lam Linh tu vi tương đối thấp, thu hoạch tự nhiên giảm rất nhiều. Giống, giống. Một ngày này, bọn họ chính phi hành trên không trung tìm kiếm kiếm cốt thú, chợt nghe từng tiếng giống vang lên, sau đó từ dưới đất chạy ra khỏi mấy con kiếm cốt thú. Mấy con này kiếm cốt thú, đều có thần vương nhị trọng tu vi, nhưng lại không hướng chạm đất minh bọn họ đánh tới, sau đó hướng về một cái phương hướng chạy như điên. Truy. Thân hình ba người chớp động, lướt về phía trước. Mấy con thần vương nhị trọng kiếm cốt thú, tự nhiên không phải bọn họ đối thủ, dễ dàng bị bọn họ đánh chết. Nhưng là còn không có đợi bọn họ lấy ra kiếm cốt thú trên người kiếm cốt, nơi xa lại có từng tiếng giống to truyền đến. Từng con kiếm cốt thú xuất hiện, hướng về một cái phương hướng lao nhanh. Những cái này kiếm cốt thú, chạy đều là một cái phương hướng. Mấy người liền tranh thủ mấy con kiếm cốt thú kiếm cốt lấy ra, sau đó hướng về kia chút kiếm cốt thú đuổi theo. Truy một đoạn đường về sau, bọn họ phát hiện, các nơi đều có kiếm cốt thú xuất hiện, số lớn kiếm cốt thú hội tụ vào một chỗ, giống như là một chi quân đội, hướng về một cái phương hướng chạy. Tự nhiên, truy kích những cái này kiếm cốt thú, không chỉ là Lục Minh bọn họ, Lục Minh ánh mắt quét qua, liền phát hiện không dưới trăm người. Đây là có chuyện gì? Lục Minh bọn họ kinh ngạc không thôi, cũng không có động thủ, mà là xa xa đi theo những cái này kiếm cốt thú đằng sau, muốn nhìn một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Những người khác cũng không có động thủ, hiển nhiên cũng là ôm tương tự ý nghĩ. Một đường đuổi theo, kiếm cốt thú số lượng cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, tối thiểu có mấy ngàn con kiếm cốt thú. Kiếm cốt thú hình thể vốn là to lớn vô cùng, mấy ngàn con kiếm cốt thú cùng một chỗ chạy vội, tràng diện vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, đại địa không ngừng chấn động, cuốn lên thật lớn bụi mù, quét sạch thiên địa. Cứ như vậy, Lục Minh bọn họ ở phía sau cùng 10 ngày qua. Rốt cục, phía trước xuất hiện một ngọn núi lớn. Hống hống hống. Tòa này trên núi lớn, toàn bộ đều là kiếm cốt thú. Vô số đầu to lớn kiếm cốt thú, hội tụ ở cự sơn chung quanh, ngửa mặt lên trời gào to, khí tức cực kỳ kinh người. Lục Minh trước mặt bọn họ mấy ngàn con kiếm cốt thú, cũng đi theo giống to, sau đó toàn bộ chui vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Lục Minh nhìn thấy, cự sơn tứ phương, đều có số lớn kiếm cốt thú vọt tới, sau đó toàn bộ chui vào bên trong lòng đất. Mà ở những cái này kiếm cốt thú đằng sau, có rất nhiều người truy kích mà đến. Những người này, tự nhiên đều là cùng Lục Minh bọn họ một dạng, đi vào nơi này săn giết kiếm cốt thú. Số lượng lớn hẹn có mấy ngàn người. Nguyên lai những cái này kiếm cốt thú, là hội tụ ở chỗ này. Nhiều như vậy kiếm cốt thú hội tụ, có chút phiền phức à. Có phiền toái gì, giết lên thoải mái hơn, không cần đi tìm kiếm. Từng đạo thanh âm từ phương hướng khác nhau truyền ra. Có chút người tu vi thấp, ánh mắt ngưng trọng, đối mặt nhiều như vậy kiếm cốt thú, cảm giác khó giải quyết. Mà có chút đối với mình có lòng tin người, là tương đối cao hứng thú. Ầm ầm. Đúng lúc này, cự sơn bốn phía đại địa, phát ra rung động dữ dội, sau đó từng tòa đại sơn kiên quyết mà lên. Là kiếm cốt thú đang thao túng đại địa. Lui. Rất nhiều người hét lớn, thân hình nhanh chóng thối lui. Lục Minh, Thu Nguyệt bọn họ cũng lui về sau. Bọn họ vừa rồi lập địa phương phía dưới, chạy ra khỏi từng tòa đại sơn. Lúc đầu, phía trước tòa kia hùng vĩ cự sơn bốn phía, là một mảnh bình nguyên. Mà giờ khắc này, từng tòa đại sơn kiên quyết mà lên, như ngôi sao sáng được mọi người vây quanh, đem tòa kia cự sơn xuống lại ở trung gian. Lập tức, cự sơn bốn phía, nhiều hơn mấy ngàn tòa, thậm chí mấy vạn tòa đại sơn, từng tòa đạt đến vạn trượng, để địa hình nơi này, trở nên phức tạp. Trong núi lớn, thỉnh thoảng có từng đạo tiếng giống truyền ra, có thể nhìn thấy kiếm cốt thú thân ảnh. Khó trách những cái này kiếm cốt thú hội tụ ở chỗ này, bọn họ đây là muốn hội tụ vào một chỗ chống đối chúng ta. Kiếm cốt thú linh trí,
lại có cao như vậy, không phải nói kiếm cốt thú linh trí thấp sao? Không hiểu à, lão phu tới cái này cái bí cảnh trợ giúp cốt kiếm tộc thu thập kiếm cốt, đã nhiều lần, chưa bao giờ thấy qua tình huống như vậy. Một lão già nghi ngờ nói, quản hắn nhiều như vậy, hội tụ vào một chỗ, vừa vặn săn giết lên thuận tiện. Một cái thanh niên khôi ngô cực kỳ tự tin, dậm chân mà ra, hướng về trong núi lớn bay vào. Giống. Cái này thanh niên mới vừa bay vào trong núi lớn, liền bị công kích, núi đá sụp đổ, một cái to lớn kiếm cốt thú vọt ra, đánh tới thanh niên khôi ngô. Tự tìm cái chết. Thanh niên khôi ngô quát lạnh, một quyền đánh ra. Oanh. Tòa kia kiếm cốt thú thân thể sụp đổ, chỉ có một đoạn kiếm cốt bay ra, bị thanh niên bắt lấy. Thật mạnh. Rất nhiều người tâm lý nhảy. Người thanh niên kia tu vi, đạt đến thần vương tam trọng, kinh khủng hơn là, hắn thần lực bản nguyên thừa số, thế mà thức tỉnh hai lần. Đây là một cái cực kỳ khủng bố thiên kiêu, khó trách tự tin như vậy. Quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Lục Minh trong lòng cũng là sợ hãi thán phục. Loại này tồn tại, Lục Minh đối chiến, cũng không có nắm chắc có thể thắng đối phương. Loại này thiên kiêu, thiên phú kinh người, thường thường nắm trong tay bí thuật, cũng cực kỳ đáng sợ, chưa hẳn không có tương đương với cổ thần thể loại hình bí thuật. Lục Minh sẽ không coi thường thiên hạ anh kiệt. Những cái này anh kiệt, những cái này yêu nghiệt, thực lực thường thường không thể lấy bình thường tu vi phán đoán. Như Lục Minh, mặc dù chỉ là nửa bước thần vương tu vi, nhưng là, hắn phối hợp chiến tự quyết, lượng tự quyết, tăng thêm càn khôn vạn đạo quyết còn có thanh giáp cổ thần, bản nguyên bí thuật. Những thủ đoạn này cộng lại, có thể khiến cho Lục Minh bộc phát ra kinh người chiến lực. Nhưng là, hắn có, người khác chưa hẳn liền không có. Hồng hoang vũ trụ quá lớn, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, đủ loại đáng sợ bí thuật, nhiều không kể xiết. Càn khôn vạn đạo quyết có đoạt thiên địa tạo hóa thần kỳ, nhưng là liền không ai có thể cùng càn khôn vạn đạo quyết so sánh thần công diệu pháp sao. Chưa hẳn. Mênh mông hồng hoang vũ trụ, khẳng định có. Mà bản nguyên cổ tự, cũng không phải một cái hai cái, từ lượng tự quyết nơi đó biết, bản nguyên cổ tự, có thể là có không ít. Những người khác cũng có thể được. Về phần cổ thần quyết loại này cấp bậc bí thuật, hồng hoang vũ trụ càng là nhiều không kể xiết. Chưa hẳn không có so Lục Minh càng mạnh yêu nghiệt. Thái hư hoàng gia thánh viện tổ chức này, gặp được dạng gì yêu nghiệt đây? Lục Minh phi thường chờ mong. Ầm ầm. Thanh niên kia, lại liên tục đánh chết mấy cái kiếm cốt thú, lấy được kiếm cốt. Giết. Giết tới đi. Những người khác cũng ngồi không yên, nhao nhao vọt vào trong núi lớn. Bốn phương tám hướng, đều có người xông đi vào. Đụng, đụng. Đám người xông đi vào, mặt đất không ngừng nổ tung, không ngừng có kiếm cốt thú xông ra vồ giết về phía những cao thủ kia. Những cái này kiếm cốt thú bên trong, có tu vi yếu, cũng có thần vương tam trọng, thậm chí thần vương tứ trọng tồn tại. Lập tức, có không ít tu vi yếu một chút người, bị kiếm cốt thú đánh giết. Vô cùng đại sơn bên trong, triển khai kịch liệt chém giết. Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh ba người, cũng vọt vào. Khi bọn hắn đi tới một tòa núi lớn phụ cận thời điểm, núi đá nổ tung, tối thiểu có hơn 10 cái kiếm cốt thú, hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Tu vi, có yếu có mạnh, phối hợp lẫn nhau, vồ giết về phía Lục Minh ba người. Lục Minh trực tiếp biến thành thanh giáp cổ thần, hình thể so kiếm xương thú còn lớn hơn, đồng thời phát động gấp 4 chiến lực. Oanh! Trường thương rút đánh mà ra, thì có mấy cái kiếm cốt thú bị đánh giết, bao quát một cái thần vương tam trọng kiếm cốt thú. Đồng thời, Thu Nguyệt cũng thi triển ra diệt thần chi quang, thần quang lấp lánh, đem mấy con kiếm cốt thú chém thành hai nửa. Lam Linh sửng sốt không có chen vào tay, không chỉ có như thế, hắn còn cần Lục Minh bọn họ chiếu cố đây. Để lòng tự ái của nàng, lại một lần nhận lấy đả kích. Giống. Đúng lúc này, một tiếng kinh khủng gào thét truyền đến, một cái kiếm cốt thú bằng tốc độ kinh người, vồ giết về phía Thu Nguyệt, cuồng phong gào thét, cuốn lên đáng sợ kình phong. Thần vương tứ trọng. Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Khanh. Thu Nguyệt quay người, chém ra một đao, cùng cái này kiếm cốt thú va chạm một chiêu. Kiếm cốt thú thân thể chấn động, bị đánh bay lui ra ngoài, nhưng là Thu Nguyệt cũng bay về phía sau lui. Thần vương tứ trọng, muốn so thần vương tam trọng mạnh hơn một mảng lớn. Hơn nữa, thần vương cảnh đột phá, càng về sau càng khó. Đặc biệt là muốn đột phá đến thần vương tứ trọng, càng khó. Một dạng khống chế thánh phẩm thần lực người. Cơ duyên tốt là có thể đột phá đến thần vương cảnh. Như tần thiên tinh vực rất nhiều thần vương, đều dựa vào thánh phẩm thần lực đột phá đến thần vương cảnh. Nhưng là đột phá đến thần vương cảnh về sau, muốn tiếp tục đột phá, liền vô cùng khó khăn.
Muốn đột phá nhất trọng tu vi, đều là khó càng thêm khó. Hơn nữa, một khi đến thần vương tam trọng, cơ hồ liền đi tới đầu, muốn đột phá thần vương tứ trọng, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, bằng không gần như không có khả năng. Như sử dụng phá vương đan loại này tự đoạn đường lui đan dược, mới có khả năng đột phá. Có thể đột phá đến thần vương tứ trọng trở lên, nắm trong tay thần lực, cơ hồ đều là thần phẩm thần lực. Nói cách khác, thần vương tứ trọng trở lên cường giả, cơ hồ đều là khống chế thần phẩm thần lực thiên kiêu. Bực này nhân vật, thực lực đều phi thường kinh người. Như trước đó cái kia cửu u thiên vương phủ thiên kiêu, thần vương tam trọng, thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số, nhưng là nhường hắn cùng một tôn thần vương tứ trọng tồn tại một trận chiến, đoán chừng cũng là không địch lại, muốn bị trấn áp. Càng về sau, muốn vượt cấp mà chiến, thì càng khó. Giống, cái kia kiếm cốt thú, lại hướng về Thu Nguyệt đánh giết mà đến. Chúa tể chi nhận, Thu Nguyệt nói nhỏ, trong tay hắn, chúa tể chi nhận lại xuất hiện, diệt thần chi quang, cùng chúa tể chi nhận dung hợp lại cùng nhau, một đao hướng về kiếm cốt thú chém ra. Một đao kia, như bẻ cành khô. Phốc, kiếm cốt thú bị chém thành hai nửa, vẫn lạc tại chỗ. Thu Nguyệt tiến lên, lấy xuống kiếm cốt. Kim sắc kiếm cốt, Thu Nguyệt kinh ngạc vui mừng thanh âm vang lên. Lục Minh cũng lộ ra vui mừng, cái này vẫn là bọn họ lần đầu tiên lấy được kim sắc kiếm cốt. Xem ra, kim sắc kiếm cốt, chỉ có thần vương tứ trọng trở lên kiếm cốt thú, mới có. Tiếp tục, chúng ta đi sâu vào. Lục Minh nói. Lục Minh, hai người các ngươi đi vào đi, ta liền ở nơi này bên ngoài săn giết. Lam Linh nói. Ngươi không cùng lúc đi theo vào. Lục Minh nói. Không được, các ngươi đi vào đi. Lam Linh lắc đầu. Nàng đi theo Lục Minh cùng Thu Nguyệt, cơ hồ không có nhúng tay chỗ trống. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Lục Minh cũng không cưỡng bách Lam Linh, nói xong sau, cùng Thu Nguyệt hướng về sâu trong núi lớn đánh tới. Càng là xâm nhập, đụng phải kiếm cốt thú càng nhiều, thỉnh thoảng hướng về bọn họ phát động công kích. Một lúc sau, lại một con thần vương tứ trọng kiếm cốt thú đánh tới Lục Minh bọn họ. Lần này, Lục Minh xuất thủ, trực tiếp dùng ra chúa tể chi môn. Chú tể chi môn không ngừng chấn áp tại thần vương tứ trọng kiếm cốt thú trên người, liên tục đánh mấy chiêu về sau, kiếm cốt thú rốt cục bị oanh tan thành từng mảnh, bị Lục Minh đánh giết. Thần vương tứ trọng, quả nhiên lợi hại, bằng vào ta thực lực bây giờ, giết chết mặc dù không khó, nhưng là đối chiến thần vương ngũ trọng, chỉ sợ không phải đối thủ a. Lục Minh thở dài. Đây là chỉ bình thường nhất thần vương ngũ trọng, nếu như cái loại này cảm giác tỉnh thần lực bản nguyên thừa số thần vương ngũ trọng, như vậy chớ bàn những thứ khác. Lục Minh vẫn còn có chút không vừa lòng. Nếu để cho người khác biết Lục Minh ý nghĩ, đoán chừng muốn chọc giận chết. Cái này có thể là thần vương cảnh a, vượt cấp độ khó cực lớn, Lục Minh mới nửa bước thần vương thì có chiến lực như vậy, thế mà còn chưa đầy đủ, vậy để cho người khác làm sao lăn lộn. Lục Minh tiến lên, đem kiếm cốt lấy xuống. Một đoạn kim hoàng sắc kiếm cốt, nặng đến 30 cân, đổi thành hắc sắc kiếm xương, tương đương với 3.000 cân, đầy đủ ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện 3 ngày. Hai người tiếp tục hướng phía trước chém giết. Mảnh này khu vực, một mảnh hỗn chiến. Mặc dù có rất nhiều kiếm cốt thú bị đánh giết, nhưng là ngoại lai người, cũng vẫn lạc rất nhiều. Một chút tu vi chưa đủ, căn bản không dám xâm nhập, chỉ có thể ở bên ngoài săn giết, tương đối an toàn một chút. Nhưng là, một lần này, tới thật rất nhiều thiên kiêu. Một chút thiên kiêu, cực kỳ đáng sợ, như bẻ cành khô đồng dạng, giết tiến vào. Lục Minh thậm chí phát hiện mấy cái thực lực không ở hắn và Thu Nguyệt phía dưới tồn tại. Thiên kiêu thật đúng là nhiều a. Lục Minh cảm thán. Khoảng cách này Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức này, còn có mấy chục năm đây, hiển nhiên rất nhiều thiên kiêu đều không có chạy đến. Đây chỉ là cốt kiếm tộc triệu tập một nhóm thiên kiêu mà thôi, bên trong thế mà liền có nhiều như vậy khủng bố tồn tại, Lục Minh lập tức cảm giác áp lực sơn đại. Muốn đi vào 10 vị trí đầu, không dễ dàng. Một chút cường đại thiên kiêu, đánh giết thần vương tứ trọng tồn tại cũng không khó. Cho nên, mặc dù nơi này địa hình phức tạp, kiếm cốt thú số lượng lại nhiều, lại trốn ở dưới đất, nhưng y nguyên ngăn không được những cái này thiên kiêu săn giết. Những nhân vật này, bằng tốc độ kinh người, săn giết kiếm cốt thú. Nửa giờ sau, Lục Minh cùng Thu Nguyệt, đã bay qua gần 100 ngọn núi, đánh chết mấy trăm con kiếm cốt thú. Bọn họ thu hoạch phong phú. Giống. Đúng lúc này, đỉnh núi, truyền ra một tiếng kinh khủng hống khiếu, cuồng bạo khí tức, phô thiên cái địa tràn ngập mà đến. Lục Minh bọn họ nhìn thấy, ở giữa nhất tòa kia cự sơn phía trên, xuất hiện một cái kiếm cốt thú. Cái này kiếm cốt thú, chỉ có cao hơn 2 mét,
toàn thân vàng óng, như một cái chiến kiếm một dạng. Đụng! Cái này kiếm cốt thú dẫm mạnh mặt đất, núi đá sụp đổ, cái này kiếm cốt thú như một đạo thiểm điện một dạng bảo trùng mà ra, mục tiêu là sớm nhất xông vào đại sơn cái kia thanh niên khôi ngô. Kim sắc thần quang phá toái hư không, trong nháy mắt gần sát thanh niên kia, như một thanh kiếm thần, đâm về phía thanh niên mi tâm. Oanh! Thanh niên hét lớn một tiếng, thần quang tràn ngập, một quyền đánh ra. Nắm đấm cùng kim sắc kiếm quang đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Thanh niên khôi ngô thân thể nhanh lùi lại, như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, đem một tòa đạt đến vạn trượng đại sơn đụng nát. Kim quang thu vào, cái kia kiếm cốt thú thân hình lại xuất hiện, ánh mắt rét lạnh, hét lớn một tiếng, tiếp tục hướng về kia cái thanh niên khôi ngô. Cái kia thanh niên khôi ngô từ loạn thạch bên trong sông ra, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo máu tươi, hắn thân thể phát sáng, sau đó một kiện chiến giáp nổi lên. Chiến giáp đem thanh niên thân thể bao phủ, hơn nữa, chiến giáp bên trên còn vươn một đôi cánh, như đại điểu một dạng. Cái này thanh niên cũng không phải là cùng kiếm cốt thú đối kháng, mà là xoay người rời đi, chiến giáp bên trên cánh khẽ vỗ, thân hình hắn nhanh chóng đi xa, hướng về đại sơn bên ngoài rút đi. Kim sắc kiếm cốt thú gặp đuổi không kịp, liền ngừng lại, ánh mắt rét lạnh dò xét những người khác. Thu Nguyệt, lui. Lục Minh lôi kéo Thu Nguyệt, cấp tốc lui lại. Cái này kiếm cốt thú thực lực quá kinh người, cái kia thanh niên khôi ngô chiến lực, tuyệt đối không thể so bọn họ bất kỳ một cái nào yếu, thậm chí mạnh hơn, nhưng là y nguyên bị kiếm cốt thú một chiêu kích thương, chật vật mà lui. Hai người bọn họ cho dù liên thủ, cũng không khả năng là kiếm cốt thú đối thủ. Không chỉ có là Lục Minh bọn họ, mặt khác một chút đáng sợ thiên kiêu, cũng liên tiếp lui về phía sau. Giống. Kim sắc kiếm cốt thú giống to, đón lấy, núi đá sụp đổ, số lớn kiếm cốt thú từ dưới đất bò ra, hình thành một cái kiếm cốt thú đại quân, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Ầm ầm, sổ dọc. Số lớn kiếm cốt thú tụ tập cùng một chỗ phát động công kích, uy thế là 10 điểm kinh khủng. Lập tức, liền có không ít người bị đánh chết. Lục Minh bọn họ cấp tốc lui lại, rất mau tới đến bên ngoài, thấy được Lam Linh đang bị hai cái kiếm cốt thú vây công, Lục Minh trong nháy mắt đem hai cái kiếm cốt thú đánh giết. Đi! Lục Minh hét lớn, mang theo Lam Linh cùng một chỗ, chạy ra khỏi đại sơn bên ngoài. Giờ phút này, những người khác cũng nhao nhao chạy ra khỏi đại sơn bên ngoài. Khi bọn hắn chạy ra khỏi đại sơn bên ngoài, những cái kia kiếm cốt thú đều ngừng lại, không có tiếp tục truy kích. Hống hống! Cái kia kim sắc kiếm cốt thú giống to, mặt khác kiếm cốt thú điều chỉnh đội hình, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Tất cả mọi người cuối cùng nhìn ra, những cái này kiếm cốt thú, chính là nghe cái kia kim sắc kiếm cốt thú hiệu lệnh. Tất cả mọi người ngừng trên không trung, xa xa quan sát. Kim sắc kiếm cốt thú là cái gì? Chiến lược khủng bố như thế, có thể so với thần vương ngũ trọng A, thậm chí còn chưa hết. Có người lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Hẳn là thần vương ngũ trọng, bất quá tương đương với thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số thần vương ngũ trọng. Trước đó cái kia thanh niên khôi ngô mở miệng. Người này cùng kim sắc kiếm cốt qua tay, cho nên biết rõ đối phương thực lực. Cái gì, khủng bố như vậy? Rất nhiều người hít sâu một hơi. Lần này người tiến vào, tu vi cao nhất là thần vương tam trọng. Thần vương tam trọng, đối mặt thần vương ngũ trọng, hơn nữa thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số tồn tại, như thế nào là đối thủ? Lục Minh cũng nhíu mày. Lấy hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ đều không phải là một vị phổ thông thần vương ngũ trọng đối thủ, lại càng không cần phải nói tương đương với thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số thần vương ngũ trọng. Khó trách thanh niên khôi ngô mạnh như vậy, đều không phải đối phương đối thủ. Trước kia chưa từng có gặp phải dạng này kiếm cốt thú, cái này kiếm cốt thú, không phải là biến dị à? Có tuổi lớn lão già mở miệng. Bây giờ nên làm gì? Có thể làm sao, trở về đi, kiếm cốt thú là săn giết không tới. Hiện trường, một mảnh nghị luận. Bất quá một chút cường đại thiên kiêu, vẫn không muốn từ bỏ. Những cái này thiên kiêu, cũng là muốn tham gia Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện, bọn họ đều muốn ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức thời điểm, thực lực thêm gần một bước. Mà ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện, không thể nghi ngờ có thể mau hơn tăng lên chiến lực. Mỗi nhiều tu luyện một ngày, đều là một loại tiến bộ. Không bằng chúng ta liên thủ A. Cái kia thanh niên khôi ngô mở miệng, ánh mắt nhìn phía Lục Minh, Thu Nguyệt, còn có mấy cái khác cường đại thiên kiêu. Hắn nhìn về phía, đều là cùng hắn cùng cấp bậc thiên kiêu, chí ít về mặt chiến lực, là đồng cấp bậc. Tốt, ta đồng ý liên thủ. Chỉ cần liên thủ giết một cái này kim sắc kiếm cốt thú, mặt khác kiếm cốt thú, nhậm chức chúng ta săn giết.
có mấy cái thiên kiêu nhao nhao mở miệng, trong mắt lấp lóe lấy ánh sáng kinh người mang. Các ngươi đây, thanh niên khôi ngô lại nhìn về phía Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Nói thật, Lục Minh cùng Thu Nguyệt thực lực, để bọn hắn cũng kinh hãi. Rõ ràng đều là thức tỉnh bản nguyên bí thuật tồn tại, đặc biệt là Lục Minh, tu vi mới nửa bước thần vương mà thôi, liền đã khủng bố như vậy, bị bọn họ coi là đại địch. Cấp bậc này thiên kiêu, đều có tiến vào 10 vị trí đầu ý nghĩ, nói trắng ra một điểm, mặt khác thiên kiêu, đều là bọn họ người cạnh tranh. Nhưng là bây giờ, hợp tác mới có thể cùng có lợi. Tốt, liên thủ. Lục Minh gật gật đầu. Cơ hội khó được, hắn cũng không muốn như vậy thối lui. Vậy liền giết hắn mẹ, ha ha ha. Thanh niên khôi ngô rất hào sảng, cười ha ha, khí tức trên thân nặng nề như núi, cả người như một đầu bạo long một dạng. Hắn vừa rồi mặc dù bị thương, nhưng sức khôi phục kinh người, lúc này đã không còn đáng ngại. Bá, bá. Lục Minh đám người, dậm chân hướng về phía trước, hướng về trước mặt sơn phong bước bách đi. Tăng thêm Lục Minh, Thu Nguyệt, tổng cộng 7 vị thiên kiêu. Mỗi một vị, đều là có thể chém giết thần vương tứ trọng tồn tại. 7 người hội tụ vào một chỗ, như một đạo thần kiếm, xông về đại sơn vị trí. Những người khác không cùng vào, xa xa quan sát. Hống hống hống. Cái kia kim sắc kiếm cốt thú tiếng giống rung trời, tựa hồ hạ mệnh lệnh. Sau đó, mặt khác kiếm cốt thú bạo động, chỉnh tề như một hướng về Lục Minh bọn họ phóng đi. Song phương, đụng vào nhau. Chúa tể chi môn. Lục Minh tâm niệm vừa động, trực tiếp thi triển ra chúa tể chi môn, to lớn chúa tể chi môn phát ra cổ lão khí tức, hướng về phía trước chấn áp mà xuống. Đụng, đụng. Chúa tể chi môn chấn áp mà xuống thời điểm, trong khoảnh khắc thì có mười mấy con kiếm cốt thú bị chấn nát, vẫn lạc tại chỗ. Lục Minh vung tay lên, đem mười mấy đoạn màu sắc bất đồng kiếm cốt thu vào. Một bên, Thu Nguyệt thi triển ra chúa tể chi nhận, cổ lão loan đao, phối hợp diệt thần chi quang, uy lực càng thêm khủng bố, mỗi một lần bay qua, đều có hơn mấy chục đầu kiếm cốt thú bị chém thành hai nửa. Mặt khác năm cái thiên kiêu, cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Năm vị này thiên kiêu thực lực đều phi thường kinh người, bọn họ mặc dù không có thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật, nhưng là tu vi cao thâm, hơn nữa thần lực bản nguyên thừa số, đều là lần thứ hai thức tỉnh, chiến lực không thể so với Lục Minh yếu, thậm chí so Lục Minh càng mạnh. Bảy người liên thủ, như bẻ cành khô đồng dạng, số lớn kiếm cốt thú bị đánh giết, cho dù là thần vương tứ trọng kiếm cốt thú cản ở trước mặt bọn họ, cũng là trong khoảnh khắc bị đánh giết. Bọn họ không ngừng hướng về kim sắc kiếm cốt thú phóng đi. Đụng, đụng. Nhưng vào lúc này, mặt đất nổ tung, mấy đạo kim sắc quang mang thiểm điện, ba cái kim sắc kiếm cốt thú, hướng về Lục Minh bảy người đánh giết đi. Cuồng phong gào thét, như ba đạo kim sắc kiếm quang, phá đoạn hư không. Lục Minh bảy người trong lòng cả kinh, ngưng thần ứng đối. Lục Minh điều khiển chúa tể chi môn, hướng về trong đó một vệt kim quang chấn áp tới, đồng thời, Thu Nguyệt vung tay lên, loan đao bay ra ngoài, phối hợp Lục Minh, chém về phía đạo kim quang kia. Mà năm người khác là liên thủ đối phương mặt khác hai vệt kim quang. Ầm ầm, chúa tể chi môn đánh vào vậy đến kim quang bên trên, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, kiếm khí bốn phía, vô tận kiếm khí hướng về bốn phía khuếch tán, chúa tể chi môn chấn động, bay ngược mà quay về. Đồng thời, Thu Nguyệt loan đao, cũng bị đánh trở về. Bất quá, luồng hào quang màu vàng óng kia rốt cục bị ngăn trở, lộ ra nguyên hình. Đây là một cái kim sắc kiếm cốt thú, bất quá cùng trước đó cái kia kim sắc kiếm cốt thú khác biệt, cái này kiếm cốt thú thân cao khoảng chừng 10 mét, khí tức 10 điểm bức nhân. Thần vương ngũ trọng, Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Cái này kim sắc kiếm cốt thú, tu vi trọn vẹn cũng là thần vương ngũ trọng, bất quá cũng không thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Đồng dạng, mặt khác hai đạo kim sắc kiếm quang cũng bị chặn lại, lộ ra chân dung, cũng là hai cái thân cao 10 mét kim sắc kiếm cốt thú. Ba cái thần vương ngũ trọng kiếm cốt thú, ngăn tại bảy người trước người. Bảy người đều lộ ra ngưng trọng. Ba cái thần vương ngũ trọng kiếm cốt thú, có thể khó đối phó. Bất quá, bọn họ cũng không sợ. Bọn họ độc thân, ai cũng không phải bất luận cái gì một cái kiếm cốt thú đối thủ, nhưng là bảy người liên thủ, chưa hẳn không thể cùng ba cái thần vương ngũ trọng kiếm cốt thú một trận chiến. Giống, giống, giống. Ba cái kim sắc kiếm cốt thú giống to, toàn thân phát ra kim quang, hóa thành ba cái kim sắc chiến kiếm, hướng về bảy người chém giết mà đến. Giết. Lục Minh bảy người, cũng thi triển thủ đoạn, hướng về ba cái kiếm cốt thú đánh tới. Song phương hỗn chiến với nhau. Lục Minh cũng không có thi triển ra bá thần thương, bây giờ còn chưa đến Thái Hư Hoàng gia thánh viện tổ chức thời điểm,
nhiều ít vẫn là muốn lưu lại lá bài tẩy. Thể nội thần lực vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, liên tục không ngừng thần lực, tràn vào chúa tể chi môn, chúa tể chi môn phát ra cổ lão khí tức, trên đó, có một cỗ cường đại lực hấp dẫn, tác dụng ở kiếm cốt thú trên người, ảnh hưởng hành động của đối phương, sau đó chúa tể chi môn tài liệu thi thế như vạn tấn, chấn áp mà xuống. Bất quá, thần vương ngũ trọng kiếm cốt thú, đích xác cường đại kinh người, thân thể toàn bộ hóa thành một thanh chiến kiếm, mỗi một lần chạm tại chúa tể chi môn bên trên, chúa tể chi môn đều rung động dữ dội, Lục Minh nhận lấy lực phản chấn, liên tục lui lại. Nếu không phải là có Thu Nguyệt trợ giúp, hắn chỉ sợ đều muốn bại. Lục Minh cùng Thu Nguyệt liên thủ, tạm thời chặn lại cái này kiếm cốt thú. Mặt khác năm cái thiên kiêu liên thủ đại chiến hai cái kiếm cốt thú, hơi chiếm cứ một tia thượng phong, nhưng là muốn thủ thắng, cũng không dễ dàng. Mà lúc này, bốn phía mặt khác kiếm cốt thú, hướng về bên này tụ lại mà đến, trên người phi ra từng đạo kiếm quang, hướng về Lục Minh bảy người chém tới. Trong lúc nhất thời, bọn họ có chút luống cuống tay chân, rơi vào hạ phong. Giống. Lúc này, cự sơn đỉnh cao, cái kia cao 2 mét kim sắc kiếm cốt thú, hét lớn một tiếng, bước chân đạp mạnh, thế mà hướng về Lục Minh bọn họ bên này đánh tới. Không tốt. Lục Minh bọn họ sắc mặt đều là biến đổi. Lúc đầu bọn họ liền rơi vào hạ phong, nếu như tăng thêm một cái vô cùng cường đại kiếm cốt thú chi vương, bọn họ thật nguy hiểm. Lui ra ngoài. Cái kia thanh niên khôi ngô giống to, muốn rút đi. Khanh. Đúng lúc này, đại sơn bên ngoài, bay tới một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này tuyết bạch chói mắt, như thiên ngoại phi tiên. Kiếm quang những nơi đi qua, từng con kiếm cốt thú bị chém giết. Trong nháy mắt, tối thiểu bị chém giết hơn 100 con kiếm cốt thú. Thật là khủng khiếp. Tất cả mọi người trong lòng đều là run lên. Đạo kiếm quang này uy lực, quả thực cường đại kinh người. Đạo kiếm quang này chém giết hơn 100 con kiếm cốt thú về sau, phương hướng nhất chuyển, hướng về kia chỉ cao 2 mét kiếm cốt thú chi vương đánh tới. Giống. Kiếm cốt thú chi vương nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang đại thịnh, hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Hai đạo kiếm quang, trên không trung gặp gỡ, đụng vào nhau, kích phát ra rực rỡ quang mang, trên bầu trời giống như xuất hiện một vành mặt trời. Đón lấy, từng vòng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Từng tòa đại sơn đang trùng kích sóng bên trong nổ bể ra đến, hóa thành toái thạch. Ông! Kiếm quang chấn động, đạo kia kiếm cốt thú chi vương biến thành kim sắc kiếm quang, đột nhiên nhanh lùi lại, hóa thành kiếm cốt thú hình thái, nhanh lùi lại mấy vạn mét, đụng nát một tòa núi lớn. Bị đánh lui! Kiếm cốt thú chi vương bị đánh lui, thế mà không địch lại. Đám người kinh hãi, nhân vật gì, khủng bố như thế? Lúc này, trên bầu trời đạo kiếm quang kia rốt cục ảm đạm xuống. Lộ ra một bóng người. Đó là một thanh niên, có một đầu tóc bạc, người mặc áo bào trắng, cầm trong tay ba thước thanh phong, kiếm khí trùng tiêu. Vừa rồi đạo kiếm quang kia, chính là cái này thanh niên biến thành. Giết! Thanh niên lạnh lùng phun ra một chữ, kiếm quang bắn ra, nhân kiếm hợp nhất, lại một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, đánh tới kiếm cốt thú chi vương. Kiếm cốt thú chi vương gầm thét, vồ giết về phía đối phương. Làm, làm! Song phương bộc phát liên tục va chạm, nhưng là mỗi một lần va chạm, kiếm cốt thú chi vương đều rơi vào hạ phong, liên tiếp lui về phía sau, hơn 10 chiêu về sau, một tiếng không cam lòng gào thét truyền ra, kim sắc kiếm quang sụp đổ, lộ ra kiếm cốt thú chi vương thân hình. Kiếm cốt thú chi vương ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng, đón lấy, hắn thân thể, thế mà soạt soạt một tiếng, chia làm hai nửa, sức sống bị tuyệt diệt. Chết! Kiếm cốt thú chi vương, bị chém giết, chỉ là hơn 10 chiêu mà thôi. Kiếm cốt thú chi vương liền bị đánh chết. Hiện trường người, hít sâu một hơi, khiếp sợ nhìn xem thanh niên tóc bạc. Cái này chiến lược, cũng quá kinh khủng. Thần vương ngũ trọng, thức tỉnh một lần thần lực bản nguyên thừa số kiếm cốt thú chi vương, chẳng qua là cho đối phương giao thủ hơn 10 chiêu, liền bị đánh chết. Thực lực thật là mạnh. Lục Minh trong mắt, cũng lộ ra ngưng trọng. Phải biết, tiến vào nơi này, tu vi cao nhất không cao hơn thần vương tam trọng, nói cách khác. Thanh niên tóc bạc tu vi cao nhất cũng liền thần vương tam trọng, nhưng lại có thể tùy tiện chém giết kiếm cốt thú chi vương, sức chiến đấu cỡ này, dọa người nghe. Coi như Thu Nguyệt tu vi đạt tới thần vương tam trọng, cũng chưa chắc có chiến lực như vậy. Thanh niên tóc bạc này, cho Lục Minh một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là Lục Minh trước đó chưa từng có. Bản nguyên cổ tử, là bản nguyên cổ tử. Giờ phút này, Lục Minh thức hải, lượng tử quyết khiếp sợ giống to. Cái gì? Bản nguyên cổ tử, nơi nào có bản nguyên cổ tử? Lục Minh trong lòng cũng là giật mình.
ở cái kia lông bạc tiểu tử trên người, có bản nguyên của tử. Lượng Tử Quyết kêu to. Cái gì, trên người đối phương, lại có bản nguyên của tử? Lục Minh khiếp sợ không thôi. Theo Lượng Tử Quyết nói, bản nguyên của tử, cực kỳ thưa thớt, toàn bộ hồng hoang vũ trụ, cũng chỉ có hơn 10 cái mà thôi. Hắn có thể có được hai cái bản nguyên của tử, đã là nghịch thiên cơ duyên. Ngoại trừ hắn, hắn lại cũng không có nhìn thấy người thứ hai có bản nguyên của tử, hiện tại, hắn gặp được. Đối phương lại có thể lấy được bản nguyên của tử, không cần phải nói, cũng là cơ duyên nghịch thiên chi nhân. Trên người hắn bản nguyên của tử bên trong cái nào chứ? Lục Minh hỏi. Không biết, ta chỉ có thể đại khái cảm ứng được trên người đối phương có bản nguyên của tử. Lượng Tử Quyết nói. Vậy ngươi có thể cảm giác được trên người đối phương có bản nguyên của tử, vậy hắn chẳng phải là cũng có thể cảm giác được trên người của ta có bản nguyên của tử. Nghĩ tới điểm này, Lục Minh trong lòng cả kinh. Bản nguyên của tử, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không thì hắn sẽ có phiền phức ngập trời. Sẽ không, ta có thể cảm ứng được, đó là bởi vì ta là, lượng chữ, đối tất cả năng lượng cực kỳ mẫn cảm, vừa rồi cái kia lông bạc tiểu tử cùng kiếm cốt thú chi vương đại chiến thời điểm, thúc giục bản nguyên của tử. Cho nên ta mới cảm ứng được một điểm, nếu là đối phương không thôi động, ta cũng không cảm ứng được. Về phần mặt khác bản nguyên của tử, nhưng không có chức năng này, ngươi hỏi một chút, chiến, chứ cái kia nam biến thái, hỏi hắn có thể hay không cảm ứng được. Lượng Tử Quyết nói, hơi có vẻ đắc ý. Chiến Tử Quyết, thì ra là thế. Lục Minh thở dài một hơi, yên lòng. Đồng thời, hắn tâm lý sinh ra một tia lửa nóng. Trên người đối phương có bản nguyên của tử. Nếu là bị hắn lấy được, vậy hắn thực lực, chẳng phải là có thể càng mạnh. Nhưng là nghĩ thì nghĩ, đối phương thực lực bây giờ, có thể xa xa cao hơn hắn, hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hống hống hống. Kiếm cốt thú chi vương bị đánh giết, hiện trường kiếm cốt thú, toàn bộ giống to, sau đó lộn xộn bừa bãi hướng về bốn phương tám hướng lung tung trùng kích. Kiếm cốt thú chi vương cái chết, tất cả kiếm cốt thú liền loạn, điên cuồng chạy tứ tán. Bao quát cùng Lục Minh bọn họ đại chiến ba cái kim sắc kiếm cốt thú, cũng là như thế, một đầu đâm vào khắp mặt đất, biến mất không thấy. Khanh, kiếm quang lấp lóe, thanh niên tóc bạc hóa thành một đạo kiếm quang, bắt đầu săn giết những cái kia chạy tứ tán kiếm cốt thú. Giết, đón lấy, Lục Minh đám người, cũng động thủ, săn giết kiếm cốt thú. Hiện tại thế nhưng là thời cơ tốt, kiếm cốt thú số lượng phi thường dày đặc, săn giết lên, thật nhanh. Giết, giết. Ở phía xa xem cuộc chiến những người khác, cũng nhao nhao thẳng hướng những cái kia kiếm cốt thú. Một trận điên cuồng săn giết, triển khai. Vừa bắt đầu, bọn họ săn giết đều rất nhanh, từ từ, rất nhiều kiếm cốt thú phân tán ra, có chút chui xuống dưới đất, săn giết tốc độ cũng chậm. Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh, một lần nữa hội tụ vào một chỗ, hướng về một cái phương hướng đi săn giết. Đến cuối cùng, biến thành trước kia một dạng, từ từ tìm kiếm, sau đó săn giết. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt, bọn họ tiến vào cái này bí cảnh, đã một năm. Một năm thời gian đến, bọn họ nên đi ra rồi. Cốt kiếm tộc chỉ cho bọn hắn một năm thời gian. Sở dĩ chỉ cấp một năm thời gian, mà không phải dài hơn, là sợ kiếm cốt thú bị săn giết nhiều lắm. Thường cách một đoạn thời gian săn giết một bộ phận, cho đầy đủ thời gian, để kiếm cốt thú sinh sôi lớn mạnh, đang tiếp tục săn giết, dạng này mới có thể lâu dài, có liên tục không ngừng kiếm cốt sử dụng. Lục Minh bọn họ hướng về lối ra bay đi, sau đó rời đi cái này bí cảnh. Tốt rồi, các ngươi cũng đều đi ra không sai biệt lắm, theo chúng ta đi, đi kiểm kê kiếm cốt, hối đoái ở Thánh Thiên Ngọc Bích thời gian tu luyện. Một cái cốt kiếm tộc cường giả nói. Đám người đi theo cốt kiếm tộc cường giả, đi tới một cái rộng lớn địa phương, sau đó đám người xếp hàng, từng cái một lên trước kiểm kê. Ngươi, tổng cộng tương đương với 3.000 cân hắc sắc kiếm cốt, có thể ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện 3 ngày. Khối ngọc phù này ngươi cầm, bên trong có thời gian ngươi tu luyện. Một cái cốt kiếm tộc lão giả rõ ràng sau khi gọi xong, đem một khối ngọc phù giao cho một thanh niên, sau đó tiếp tục kiểm kê người kế tiếp kiếm cốt. Ngươi, tổng cộng tương đương với 1.500 cân hắc sắc kiếm cốt, có thể ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích lĩnh hội một ngày rưỡi. Ngươi, tổng cộng tương đương với 1.000 cân hắc sắc kiếm cốt, có thể ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện một ngày. Nguyên một đám bắt đầu kiểm kê lên. Phần lớn người lấy được kiếm cốt cũng không nhiều, có thể tu luyện mấy ngày, đều không phải là rất nhiều, có chút chỉ có thể tu luyện mấy giờ. Về phần có thể tu luyện 10 ngày trở lên, đó là càng ngày càng ít. Rất nhanh, mọi người ánh mắt, rơi vào một cái thanh niên tóc bạc trên người. Người này, chính là cái kia đánh giết kiếm cốt thú chi vương đáng sợ thiên kiêu.
Khi hắn đem tất cả kiếm cốt lấy ra về sau, phụ trách kiểm kê kiếm cốt cốt kiếm tộc cường giả, lộ ra chấn kinh chi sắc. Từng đống kiếm cốt, hắc sắc, ngân sắc, kim sắc, lóa mắt hết sức. Kiểm kê. Thanh niên tóc bạc thản nhiên nói. Tốt. Đối phương kiểm kê lên, rất nhanh lại con số cụ thể. Tổng cộng tương đương với 10 vạn cân hắc sắc kiếm cốt, có thể ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện 100 ngày. Cốt kiếm tộc lão giả nói. 100 ngày. Rất nhiều người hít sâu một hơi, sau đó hướng thanh niên tóc bạc đầu nhập đi ánh mắt hâm mộ. 100 ngày, những cái kia chỉ có thể tu luyện mấy giờ người, buồn bực muốn thổ huyết, người so với người, tức chết người. Người này chiến lược vô cùng kinh khủng, không biết là chỗ nào nhô ra. Khẳng định không phải Thánh Đô phủ cận Thiên Kiêu, hẳn là cái nào đó Thiên Vương phủ Thiên Kiêu, nhưng là chiến lược khủng bố như thế, theo ta thấy, hắn có thể khiêu chiến Thánh Đô thập kiệt vị trí. Đích xác có thể, một lần này 27 Thiên Vương phủ, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu nhân vật khủng bố a. Một số người nhỏ giọng nghị luận, mà thanh niên tóc bạc tiếp nhận ngọc phù, ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. 100 ngày, Lục Minh cũng âm thầm líu lưỡi. Rất nhanh, đến phiên Lục Minh bọn họ. Lục Minh cùng Thu Nguyệt thu hoạch, cũng không ít. Thu Nguyệt thu được 36 ngày thời gian tu luyện. Mà Lục Minh, thu được 35 ngày. Đương nhiên, cùng thanh niên tóc bạc một so, liền không có chói mắt như vậy. Về phần Lam Linh, liền muốn giảm rất nhiều, nàng đi theo Lục Minh bọn họ, cũng thu được không ít kiếm cốt, cuối cùng thu được 12 ngày thời gian tu luyện. Kiểm điểm rất nhanh, không lâu sau đó, tất cả mọi người kiểm kê hoàn tất, chiếm được một khối ngọc phù. Sau đó cốt kiếm tộc người mang theo bọn họ hướng về Thánh Thiên Ngọc Bích đi. Thánh Thiên Ngọc Bích, bị trọng trọng đại trận bao phủ, nếu không phải có cốt kiếm tộc cường giả mang, ngoại nhân đừng mơ tưởng tiến đến. Xuyên qua trọng trọng đại trận về sau, một khối to lớn ngọc bích xuất hiện ở trước mắt. Khối ngọc này bích, to lớn vô cùng, có thể cao tới trăm trượng, dài mấy vạn mét, phía trên hiện ra đủ loại bất đồng đồ án, thoạt nhìn hết sức cổ lão. Truyền thuyết, Thánh Thiên Ngọc Bích bên trên đồ án, cũng không phải là người vì điêu khắc lên, mà là trời sinh. Tốt rồi, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện a, khởi động Thánh Thiên Ngọc Bích, cần năng lượng bàng bạc, cho nên, mỗi người các ngươi được tu luyện bao nhiêu thời gian, liền tu luyện bấy nhiêu thời gian vừa đến, trên người các ngươi ngọc phù liền sẽ nhắc nhở, nếu người nào muốn đục nước béo cò, kéo dài thời gian, đừng trách ta cốt kiếm tộc không khách khí. Một cái cốt kiếm tộc cường giả nói. Đám người gật gật đầu, sau đó tìm kiếm địa phương, ở phía dưới Thánh Thiên Ngọc Bích ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh ba người, cũng ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích ngồi xếp bằng. Khi bọn hắn tiến vào trạng thái tu luyện về sau, Thánh Thiên Ngọc Bích bên trên, có một cỗ huyền diệu năng lượng, bao phủ lại bọn họ. Giờ khắc này, bọn họ trực tiếp lâm vào một trạng thái kỳ ảo, ở trong loại trạng thái này, đầu óc của bọn hắn hết sức rõ ràng, suy nghĩ vấn đề, lĩnh hội đồ vật, so bình thường nhanh hơn rất nhiều. Rất kỳ diệu. Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu lĩnh hội thái âm thần lực. Lập tức, Lục Minh thì có phát hiện. Hắn phát bây giờ chỗ này lĩnh hội thái âm thần lực, so lúc bình thường, tối thiểu nhanh hơn trăm lần. Đúng vậy, là hơn trăm lần, loại hiệu quả này, để Lục Minh kinh hãi không thôi. Khó trách nhiều người như vậy muốn ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện. Lục Minh không biết là, Thánh Thiên Ngọc Bích cũng là cùng cá nhân thiên phú có liên quan. Thiên phú càng cao, ngộ tính càng cao người, ở trong này tu luyện, thu hoạch thì sẽ càng lớn, hiệu quả thì sẽ càng tốt. Thiên phú càng kém người, hiệu quả lại càng kém. Lục Minh có thể có cái hiệu quả này, đó là bởi vì hắn thiên phú kinh người. Hắn còn tưởng rằng mỗi người đều có cái hiệu quả này đây, cái kia Thánh Thiên Ngọc Bích cũng quá nghịch thiên. Ở cái hiệu quả này phía dưới, Lục Minh đối với thái âm thần lực lĩnh ngộ đang nhanh chóng tăng lên. Hơn nữa, theo Lục Minh không ngừng làm sâu sắc lĩnh ngộ, hắn lĩnh ngộ tốc độ, thế mà vẫn còn tăng tốc. Thời gian, nhanh chóng xói mòn. Rất nhiều người thời gian tu luyện đến, trên người tản mát ra một cỗ quang huy. Đây là nhắc nhở bọn họ, đã đến giờ. Những người này lưu luyến không rời. Thực sự nghĩ tiếp tục tu luyện, nhưng nhìn đến cốt kiếm tộc những cái kia cường giả ánh mắt tản ra tinh quang về sau, bọn họ vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, lưu luyến không rời rời đi. Từ từ, Thánh Thiên Ngọc Bích phía dưới, người càng ngày càng ít. 6 ngày sau đó, Lục Minh trong lòng hơi động, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Đột phá. Thái âm thần lực đột phá, thức tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số. Thái âm thần lực, phía trước thức tỉnh trình độ. Đã là 99%, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thức tỉnh.
Mà bây giờ, ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích, Lục Minh lĩnh hội tốc độ, được đề thăng đến một cái trình độ kinh người, lập tức liền tìm hiểu ra mấu chốt, phá mở bình cảnh. Bất quá, Lục Minh kiệt lực khắc chế, cũng không có để thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số khí tức tiết lộ ra ngoài. Dù sao bên cạnh còn có không ít người đâu, nếu như đã biết hắn trưởng khống nhiều loại thần lực, coi như không ổn. Rất nhanh, Lục Minh ổn định lại, sau đó lĩnh hội một loại khác thần lực, Thái Dương thần lực. Đồng dạng, sau một thời gian ngắn, Thái Dương thần lực cũng nhận được đột phá, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Giá trị, chuyến này thật đến giá trị, loại này tốc độ tăng lên quá nhanh, mỗi nhiều một loại thần lực thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, hắn chiến lực, đều sẽ tăng lên một đoạn. Lục Minh an tâm tu luyện, những người khác, thu hoạch cũng rất lớn. Thánh Thiên Ngọc Bích, chủ yếu là dùng để lĩnh hội thần lực, như thần lực bản nguyên thừa số, hoặc là bản nguyên bí thuật loại hình. Lam Linh cũng đắm chìm trong tu luyện bên trong. Nàng tổng cộng có thể ở trong này tu luyện 12 ngày. Làm ngày thứ 10 thời điểm, trên người nàng tràn ngập ra một cỗ đặc thù khí tức, hồng hoang cổ lão, sau đó, nàng phảng phất thấy được một chùm sáng, một chùm kiếm quang. Bản nguyên bí thuật. Lam Linh đại hỉ, nàng minh bạch, nàng đã đụng chạm đến bản nguyên bí thuật. Lam Linh thiên phú, vốn là phi thường, bằng không thì cũng không khả năng ở dưới thần vương, đã tỉnh lại thần lực bản nguyên thừa số, tăng thêm có Lam Thương chỉ điểm, nàng căn cơ hết sức kiên cố. Giờ phút này, ở Thánh Thiên Ngọc Bích dưới kích thích, nàng rốt cục có đột phá kinh người. Loại này chấn động, là bản nguyên bí thuật. Phụ cận, cốt kiếm tộc cường giả, cũng phát hiện Lam Linh biến hóa, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức, phong vân hội tụ, Thánh Đô Thiên Kiêu càng ngày càng nhiều. Không sai, thần vương nhất trọng, liền có thể thức tỉnh bản nguyên bí thuật, có thể xưng tuyệt thế tư. Mấy cái cốt kiếm tộc cường giả, nhao nhao gật đầu. Theo thời gian trôi qua, Lam Linh đối với bản nguyên bí thuật cảm ngộ, càng ngày càng rõ ràng. Làm ngày thứ 12 đi tới thời điểm, nàng rốt cục có thể miễn cưỡng điều khiển bản nguyên bí thuật. Lúc này, tu luyện của nàng thời gian đã đến. Một cỗ quang mang từ trên người nàng lấp lánh mà ra, Lam Linh thanh tỉnh lại. Bản nguyên bí thuật, ta rốt cục thức tỉnh bản nguyên bí thuật, trở về để cha chỉ điểm một phen, chẳng mấy chốc sẽ triệt để củng cố. Lam Linh đứng dậy, trên mặt không chịu được lộ ra nét mừng. Khoảng thời gian này, nàng nhìn thấy Lục Minh, Thu Nguyệt, đều rối rít thức tỉnh bản nguyên bí thuật, hiếu thắng như nàng, trong lòng khó chịu một so. Hiện tại nàng cũng rốt cục thức tỉnh bản nguyên bí thuật, nàng tự nhiên cao hứng. Nhìn thoáng qua đang tu luyện Lục Minh cùng Thu Nguyệt, Lam Linh không có dừng lại, đi thẳng nơi này. Rời đi nơi này về sau, nàng thẳng đến cư trú chi địa đi. Linh Nhi, ngươi trở về, làm sao chỉ có ngươi một người, Lục Minh bọn họ đâu? Nhìn thấy chỉ có Lam Linh một người trở về, Lam Thương kinh ngạc hỏi. Bọn họ còn ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện, ta thời gian tu luyện đã đến, cha, ta cho ngươi xem một chút tu luyện của ta thành quả. Lam Linh không kịp chờ đợi nói, sau đó vận chuyển thần lực, một chùm thần quang nổi lên. Một bó này thần quang, như một đạo kiếm quang một dạng. Lam Linh tâm niệm vừa động, một bó này thần quang, liền hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, bạo trảm mà ra. Bản nguyên bí thuật. Lam Thương liếc mắt liền nhìn ra đến, đây là bản nguyên bí thuật, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ. Cha, Linh Nhi rốt cục thức tỉnh bản nguyên bí thuật, bất qua nắm trong tay hỏa hầu còn thấp, còn cần chỉ điểm của ngươi. Lam Linh mỉm cười nói. Ha ha ha, tự nhiên, ta hiện tại đem tu luyện bản nguyên bí thuật một chút khiếu môn chuyển cho ngươi. Lam Thương cười một tiếng. Những cái này khiếu môn, hắn đã sớm truyền cho Lục Minh. Hai cha con, ngay ở chỗ này tu luyện. Theo thời gian trôi qua, Lam Linh đối bản nguyên bí thuật khống chế, cũng càng ngày càng thuần thục. Trong nháy mắt, đi qua hơn 10 ngày. Một ngày này, Lam Linh đang ở sân bên trong tu luyện, bọn họ cửa chính của sân bị người mở ra, một đoàn người đi đến. Tam thúc, ngươi về Thánh Đô cũng không thông báo tiểu chất một tiếng, để cho tiểu chất vì ngươi bày tiệc mời khách. Một thanh niên khẽ cười nói. Lam Phong, sao ngươi lại tới đây? Lam Thương sầm mặt lại. Cái này thanh niên, chính là Lam Phong. Tam thúc, tiểu chất đến gặp người, người làm sao một bộ không vui, để cho tiểu chất thương tâm à? Lam Phong cố ý làm ra một bộ thương tâm biểu lộ, bất quá sau một khắc, trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười, nói Tam thúc, đến đây, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Lam Phong chỉ bên người hắn một vị mặc hoa phục thanh niên, nói, vị này, chính là quốc sư chi tử, Vu Phàm. Vu Phàm, Lam Thương tâm lý chìm, có loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Lam Phong tiếp tục mở miệng. Nói, Lam gia đã đáp ứng quốc sư cầu thân,
muốn đem Lam Linh Đường muội gả cho Vu Phàm huynh, lấy kết Tần Tấn chuyện tốt, hôm nay chúng ta tới, chính là mang đi Lam Linh Đường muội. Lời ấy, để một bên Lam Linh thân thể run rẩy lên. Tiểu tế Vu Phàm, gặp qua nhạc phụ đại nhân. Vu Phàm tiến lên, đối Lam Thương ôm quyền. Lam Thương vung tay lên, một cỗ linh hồn chi lực cản trở Vu Phàm hành lễ, nói, lão phu cũng không đáp ứng đem tiểu nữ gả cho ngươi, Vu công tử xưng hô thế này, lão phu không chịu đựng nổi. Ha ha, nhạc phụ đại nhân nói đùa, ta cùng với Lam Linh cô nương, ít ngày nữa liền sẽ thành hôn, gọi sớm mấy ngày, thì thế nào? Vu Phàm cười nói, ta không có đáp ứng đem tiểu nữ gả cho ngươi. Lam Thương trầm mặt nói, Tam Thúc, Lam gia cao tầng, đã đồng ý hôn sự này, ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Lam Phong âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, buồn cười, ta sớm đã bị Lam gia trục ra khỏi nhà, ta sớm liền không còn là người Lam gia. Lam gia có tư cách gì quyết định việc con gái ta lập gia đình, các ngươi đi thôi, thứ cho không tiến xa được. Lam Thương vung tay lên, hạ lệnh trục khách. Lam Thương, bị trục xuất chính là ngươi, không phải Lam Linh, hôm nay, coi như ngươi không đáp ứng, chúng ta cũng phải mang đi Lam Linh. Lam Phong thanh âm băng hàn, triệt để vạch mặt. Linh Nhi, cũng không đến Thánh Đô. Lam Thương nói, ha ha ha, Lam Thương, ngươi cho chúng ta ngốc sao? Lam Phong cười to, ánh mắt rơi vào Lam Linh trên người, nói, đừng tưởng rằng dịch dung, chúng ta cũng không nhìn ra, từ khi các ngươi đạp mạnh vào Thánh Đô, nhất cử nhất động của các ngươi, đều đang trong lòng bàn tay của chúng ta, nàng, chính là Lam Linh. Lam Phong chỉ Lam Linh nói, ta là Lam Linh vậy có như thế nào, ta là tuyệt đối không có khả năng gả cho cái gì Vu Phàm, các ngươi cút nhanh lên. Lam Linh giận không kềm được, rốt cục nhìn không được kêu to lên. Lớn mật. Ngươi dám như vậy cùng Vu Phàm công tử nói chuyện. Lam Phong hét lớn. Cút. Lam Thương đi theo hét lớn, sắc mặt đã lạnh tới cực điểm. Lam Thương, các ngươi đừng được cho thể diện mà không cần, Vu Phàm công tử, chính là quốc sư chi tử, bản thân thiên phú càng là vô song, chính là một trong thánh đô thập kiệt, một lần này Thái Hư Hoàng gia thánh viện tổ chức thời điểm, nhất định có thể tiến vào 10 vị trí đầu, thu hoạch được khai phủ lập tộc tư cách, hắn có thể coi trọng Lam Linh, là nàng thiên đại tạo hóa, rõ chưa? Lam Phong hét lớn. Loại này tạo hóa, ta không cần. Lam Linh lớn tiếng nói. Ha ha, hảo quật cường tính cách. Vu Phàm trên mặt một mực bảo trì mỉm cười, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, nhưng loại tính cách này, ta thích, nói rõ cho ngươi, nữ nhân Vu Phàm ta nhìn chúng, nhất định phải là của ta, hôm nay, ngươi không đi cũng phải đi, ngươi tới, mang nàng đi. Vu Phàm vung tay lên, phía sau hắn, một cái trung niên đại hán dậm chân mà ra, hướng về Lam Linh đi tới. Lam Thương một bước ra, đi tới Lam Linh trước người, đem Lam Linh ngăn ở phía sau, mi tâm của hắn phát sáng, cường đại linh hồn chi lực dũng xuất ra ngoài, hóa thành một bàn tay, hướng về đại hán kia đánh tới. Kia trung niên đại hán thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Hôm nay có ta ở, ai cũng đừng nghĩ mang đi Linh Nhi. Lam Thương nói, ha ha, ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó Lam Thương sao? Tinh hạch bị phế, chỉ có một điểm linh hồn chi lực. Thì có ích lợi gì? Xuất thủ, bắt lấy bọn hắn. Vu Phàm nụ cười trên mặt biến mất, chiếm lấy, là sát khí lạnh như băng. Oanh! Phía sau hắn, lại có hai cái đại hán dậm chân mà ra, tăng thêm trước đó cái kia, chính là ba người, hướng về Lam Thương bước bách đi. Ba cái đại hán, trên người đều tản mát ra cuồng bạo khí tức. Ba cái đại hán, đều là thần vương thất trọng tu vi. Cút, đừng ép ta giết người. Lam Thương hét lớn. Cuồng vọng! Xuất thủ, người ngăn cản, giết chết bất luận tội. Vu Phàm ra lệnh. Oanh, oanh, oanh. Ba cái đại hán, bộc phát ra khí tức kinh khủng, thân hình ba người như núi, hướng về Lam Thương đánh giết đi, cuồng bạo khí tức, như sóng to gió lớn một dạng hướng về Lam Thương áp đi. Lam Thương mi tâm phát sáng, mênh mông linh hồn chi lực nổi lên, hóa thành một đạo kiếm quang, chém một cái mà ra. Ba cái đại hán trung niên công kích trong nháy mắt sụp đổ, người bọn họ hình nhanh lùi lại. Một mực lui lại đến ngoài trăm thước. Ở ba người bọn họ trước ngực, đều có một đạo kiếm thương, máu tươi chảy ròng. Linh hồn chi lực của ngươi, làm sao mạnh như vậy? Một tên đại hán khiếp sợ giống to. Lam Thương tinh hạch bị phế, lại còn có mạnh như vậy chiến lực. Lam Phong, Vu Phàm hai người cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lam Thương, ngươi dám làm tổn thương ta người, tự tìm cái chết, Vu Huyết, xuất thủ bắt lấy hắn, nếu như phản kháng, giết. Vu Phàm quát lạnh, là, ở sau lưng hắn, một cái huyết bào nhân liền xông ra ngoài, vung tay lên, cuồn cuộn sóng máu quay cuồng,
hóa thành một đem trường đao màu đỏ ngòm, hướng về Lang Thương chém tới. Người này, lại có thần vương cửu trọng tu vi này, đã là thần vương đỉnh phong, chiến lực khủng bố kinh người. Giết! Lang Thương giống to, hắn triệt để giận, linh hồn chi lực hóa thành chiến kiếm, lại một kiếm chém ra. Oanh! Kiếm quang cùng huyết sắc chiến đao đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh, mảnh này khu vực, đều rung động dữ dội lên. Hai người va chạm trung gian, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đâm rách vân tiêu. Có người đang đại chiến. Hào khủng bố ba động, đây là đỉnh phong thần vương đang giao thủ. Lập tức, khu vực này người đều đã bị kinh động, nhao nhao hướng về bên này bay tới, đứng ở không trung, xa xa quan sát. Cái kia, tựa hồ là quốc sư chi tử Vu Phàm. Không sai, còn có Lam gia công tử Lam Phong, bọn họ đối phó ai? Lam Thương, là Lam Thương. Có người kêu lên, nhận ra Lam Thương. Cái gì, năm đó, vị kia, vừa nãy là hắn xuất thủ sao, hắn tinh hạch không phải đã bị phế sao? Lại còn có chiến lực như vậy. Bốn phía, vây lại người, nghị luận ầm ĩ. Đặc biệt là nhận ra Lam Thương về sau, càng là chấn kinh. Kinh khí bốn phía, cái kia huyết bào nhân thân hình run lên, lui về sau một bước. Giết! Bất quá huyết bào nhân thân hình vừa lui về sau, lại hét lớn một tiếng. Hướng về Lam Thương đánh tới, thần lực sôi trào như sóng chiều, đan điền của hắn, mơ hồ có thể thấy được một sao hạch đang thiêu đốt hừng hực, như mặt trời một dạng. Mênh mông thần lực, hóa thành từng đạo đáng sợ đao quang, chém về phía Lam Thương. Cái này huyết bào nhân thực lực, tuyệt đối không kém gì cửu tuyệt thiên vương phủ Kim gia gia chủ, Tần gia chủ đám người. Ở huyết bào nhân xuất thủ trong nháy mắt, ba cái kia đại hán cũng động. Bất quá, ba cái này đại hán, cũng không phải là phóng tới Lam Thương. Mà là nhằm vào hướng Lam Linh. Ba cái đại hán trung niên, đều có thần vương thất trọng tu vi, thần lực hùng hậu như núi, hướng về Lam Linh bao phủ tới, đối mặt cường giả như vậy, Lam Linh căn bản không phản kháng chút nào lực lượng. Mắt thấy, Lam Linh liền muốn rơi vào ba cái đại hán trung niên trong tay. Tự tìm cái chết. Lam Thương nổi giận, linh hồn chi lực sôi trào, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang, bắn ra. Trong đó một đạo, chặn lại huyết bào nhân công kích, mặt khác mấy đạo. Đánh tới ba cái đại hán trung niên. Phốc, huyết quang văng khắp nơi, ba cái đại hán trung niên, trực tiếp bị chém thẳng. Huyết quang văng khắp nơi, ba cái thần vương thất trọng đại hán trung niên, bị Lam Thương linh hồn chi kiếm lực phách, chém làm hai đoạn, vẫn lạc tại chỗ. Đi, chém giết ba cái đại hán trung niên về sau, Lam Thương mang theo Lam Linh phóng lên tận trời, muốn chạy trốn, rời đi nơi này. Không nên để cho bọn họ trốn. Vu Phàm giống to. Cái kia bọng máu người phóng lên tận trời, chém ra từng đạo đỏ như máu đao quang. Tổng cộng 7 đạo đao quang, từ phương vị khác nhau, thẳng hướng Lam Thương, liền Lam Linh đều bị bao phủ ở bên trong. Lam Thương nếu như tiếp tục trốn, chỉ sợ Lam Linh muốn bị ánh đao màu đỏ ngòm quét chúng. Lam Thương thân hình đột nhiên dừng lại, trên người sát cơ đại thịnh. Hắn con mắt, như hai cái tinh thần một dạng lấp lánh, đó là cô đọng tới cực điểm linh hồn chi lực thúc giục kết quả. Hắn xương chán phát sáng, sôi trào mãnh liệt linh hồn chi lực, ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng về phía sau một trường vỗ ra. Rầm rầm rầm, 7 đạo ánh đao màu đỏ ngòm, ở linh hồn chi lực ngưng tụ dưới bàn tay, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt sụp đổ. Bàn tay không ngừng, đánh vào huyết bào nhân trên thân, huyết bào nhân kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, một mực thối lui ra mấy vạn mét, sau đó trực đỉnh đỉnh rơi xuống mặt đất. Rất nhiều người linh thức quét qua. Đã phát hiện huyết bào nhân không có chút khí tức nào. Hắn linh hồn, bị phúc diệt. Rất nhiều người hít sâu một hơi. Huyết bào nhân thế nhưng là thần vương cửu trọng cường giả A, cứ như vậy bị đánh chết, Lam Thương không phải là bị phế bỏ tinh hạch sao, vì cái gì còn có mạnh như vậy chiến lực. Bình thường đến giảng, tinh hạch một phế, thần lực toàn lực, cho dù có một điểm linh hồn lực, cũng khó có thành tựu, phế nhân một cái. Nhưng là, Lam Thương lại có thể một chiêu đánh giết một cái thần vương cửu trọng. Đây quả thực vi phạm với lẽ thường. Đánh giết huyết bào nhân về sau, Lam Thương mang theo Lam Linh, tiếp tục phi hành, nghĩ phải rời đi nơi này. Lưu lại. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Ở Vu Phàm sau lưng, một mực đi theo một lão giả này, trước đó vẫn không có xuất thủ. Nhưng là giờ phút này, hắn xuất thủ. Há miệng kêu một tiếng, thần lực sôi trào, như một dòng sông dài một dạng phóng lên tận trời, lập tức liền đem Lam Thương cuốn vào trong đó. Lam Thương dốc hết toàn lực oanh ra một trường, cùng thần lực trường hà va chạm. Ầm ầm, giống như là đã xảy ra mấy động đất cấp 10,
hư không chấn động mãnh liệt, Lam Thương thân thể kịch chấn, mang theo Lam Linh nhanh lùi lại mấy vạn mét. Bá! Lão giả kia dậm chân mà ra, không có người nhìn thấy hắn làm sao động, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Lam Thương trước người ngoài trăm thước, tốc độ nhanh khó mà tin được. Thần quân! Lam Thương sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Những người khác trong lòng cũng là chấn động. Vị lão giả này, chính là một vị thần quân cảnh cường giả. Vu Phàm, không hổ là quốc sư con trai độc nhất, bên người thế mà tùy thời đi theo một vị thần quân. Lam Thương, ngươi dám giết ta quốc sư phủ cao thủ, ai cũng không thể cứu được ngươi. Toàn lục, xuất thủ, cắt ngang Lam Thương tứ chi, phong ấn hắn linh hồn, đem Lam Linh mang về nước sư phủ. Hôm nay ta liền muốn nàng trở thành ta nữ nhân, xem ai có thể ngăn ta. Vu Phàm mở miệng, cực kỳ bá đạo. Lam Thương lại dám giết quốc sư phủ cao thủ, trong lòng hắn đã bị phán tử hình. Oanh! Lão giả kia, tên là Toàn Lục, trên người tràn ngập ra khí tức kinh khủng, mênh mông uy áp, hóa thành áp lực kinh khủng, hướng về Lam Thương không ngừng áp đi. Linh Nhi, ngươi lui ra phía sau. Lam Thương nghi tâm phát ra thôi sán quang huy, linh hồn chi lực bao trùm quanh thân, chống đối đối phương áp lực, đồng thời phân phó Lam Linh. Cha! Lam Linh lo lắng hết sức. Đối phương thế nhưng là thần quân cảnh cường giả, Lam Thương, có thể chống lại sao? Lui ra phía sau. Lam Thương lặp lại một lần, ngữ khí tăng thêm, Lam Linh chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra phía sau. Thả chúng ta đi. Lam Thương nhìn Toàn Lục. Còn muốn đi, nằm mơ, hôm nay, đừng nghĩ đi. Vu Phàm thanh âm cực kỳ âm lãnh. Các ngươi tốt nhất đừng ép ta, bằng không, ngọc đá cùng vỡ. Lam Thương trong mắt để lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Lam Thương, đừng cáo mượn oai hùm, ngươi tinh hạch bị phế, ta không tin tưởng ngươi còn có thể là thần quân đối thủ. Lam Phong hét lớn. Toàn Lục, xuất thủ. Vu Phàm ra lệnh. Oanh. Toàn Lục xuất thủ, hắn toàn thân giống như là một khỏa hằng tinh một dạng bốc cháy lên, thần lực sôi trào, ngưng tụ ra một đầu cự mãng, hướng về Lam Thương đánh tới. Cự mãng xẹt qua hư không, không gian rung động dữ dội, mênh mông uy áp, để bốn phía những người khác hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau. Lam Thương ánh mắt ngưng trọng, linh hồn chi lực ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng về phía trước chộp tới. Nhưng là cự mãng vẫy đuôi một cái, đánh vào đại thủ phía trên, đại thủ chấn động mãnh liệt, trực tiếp băng liệt, Lam Thương thân thể nhanh lùi lại. Một tên phế nhân, còn muốn đối kháng thần quân, thực sự là tự tìm cái chết. Vu Phàm cười lạnh, Toàn Lục đánh lui Lam Thương về sau, thần lực không ngừng tuôn ra, đầu kia cự mãng, lại một lần nữa đánh tới Lam Thương. Lam Thương kiệt lực chống đối, nhưng cuối cùng không địch lại, bị áp chế lại, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Lam Thương không đủ gây sợ. Vu huynh, ta đi đem Lam Linh cầm xuống, đêm nay, ngươi liền có thể thật tốt dạy dỗ nàng, hắc hắc hắc. Lam Phong phát ra đắc ý tiếng cười, thân hình thoát một cái, hướng về Lam Linh phóng đi. Ngươi, cút ngay. Lam Linh nhìn thấy Lam Phong tới gần, giận dữ mắng mỏ một tiếng, một kiếm hướng về Lam Phong chém tới. Lam Phong một trường vỗ ra, đánh tan nát Lam Linh kiếm quang, để Lam Linh không ngừng lùi lại. Liền bằng ngươi còn muốn ngăn ta, thúc thủ chịu trói đi. Lam Phong gánh vác một cái tay, sải bước hướng về Lam Linh đi đến. Lam Linh cắn răng, toàn lực thôi động thần lực bên trong phi ra một chùm thần quang, cùng nàng chiến kiếm dung hợp. Bá! Lam Linh lại một kiếm chém về phía Lam Phong. Kiếm khí gào thét, một kiếm này uy lực, so trước đó mạnh gấp bội. Ngươi đây là, bản nguyên bí thuật. Lam Phong giống to, có chút khó tin. Trong tay của hắn, cũng xuất hiện một cái chiến kiếm, bộc phát thần lực, một kiếm chém ra. Làm. Hai người kiếm quang đụng vào nhau. Lam Phong tu vi, còn có thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh đều cao hơn, cho dù Lam Linh thức tỉnh bản nguyên bí thuật, cũng còn xa xa không phải Lam Phong đối thủ, ánh kiếm của nàng tán loạn, thân hình lại lui, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngươi thế mà thức tỉnh bản nguyên bí thuật, đáng chết, đáng chết, đáng giận a. Lam Phong trong lòng giống to, ghen tị muốn chết. Hắn toàn tâm toàn ý muốn thức tỉnh bản nguyên bí thuật lại cũng không đến. Lúc trước muốn chiếm lấy lục minh thần lực Nguyên Châu, chính là muốn thức tỉnh bản nguyên bí thuật, cuối cùng cũng không thể toại nguyện. Hiện tại, một cái Lam Linh, thế mà thức tỉnh bản nguyên bí thuật. Hắn quả thực ước ao ghen tị a. Có ý tứ, càng là có thiên phú, mới đủ sức. Vu Phàm nhìn thấy Lam Linh thức tỉnh bản nguyên bí thuật về sau, trong mắt tinh quang đại thịnh, càng ngày càng có hứng thú. Coi như ngươi thức tỉnh bản nguyên bí thuật lại như thế nào? Cho rằng có thể ngăn ta sao? Cho ta thúc thủ chịu trói. Lam Phong hét lớn, toàn lực bộc phát. Lam Phong thực lực thật kinh người hết sức,
Một kiếm chém ra, Lam Linh căn bản ngăn không được, thân thể bay ngang ra ngoài, phun máu phè phè, bị trọng thương. Sau đó, Lam Phong ngưng tụ ra một cái đại thủ, hướng về Lam Linh chộp tới, muốn đem Lam Linh chộp trong tay. Linh Nhi, ta và các ngươi liều. Lam Thương nhìn thấy một màn này, mục thử muốn nứt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm phát ra thôi sán quang huy, sau đó, một cái tiểu nhân từ mi tâm của hắn vọt ra. Lam Thương mi tâm hào quang sáng chói, một cái tiểu nhân từ mi tâm của hắn đi ra, một cái này tiểu nhân, tướng mạo cùng Lam Thương giống như đúc. Tiểu nhân phát ra quang huy, mênh mông linh hồn chi lực, tràn ngập bát phương. Ngươi, ngươi điên. Cái kia thần quân cảnh lão già kinh hãi. Giết. Lam Thương thét dài, tên tiểu nhân kia, thế mà biến hóa, hóa thành một đem quang kiếm. Bá. Quang kiếm phá toái hư không, như một vòng tiên quang đồng dạng, thẳng hướng cái kia thần quân cảnh lão già. Thần quân cảnh lão già lệ úa một tiếng, trước người bày ra thập bát trọng phòng ngự. Nhưng là, làm quang kiếm chém qua thời điểm, thập bát trọng phòng ngự trong nháy mắt bị xuyên thủng, quang kiếm không ngừng, từ thần quân cảnh lão già mi tâm vừa bay mà qua. Thần quân cảnh lão già thân thể lập tức cứng ngắc, con người chừng rất lớn, tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, sau đó, hắn thân thể thẳng hướng về mặt đất rơi đi. Mà trên người hắn, đã không có chút nào khí tức. Chết! Một cái thần quân cảnh cường giả, cứ như vậy bị đánh chết, hắn thân thể mặt ngoài, nhìn không đến bất luận cái gì vết thương, nhưng là, hắn linh hồn, đã triệt để hủy diệt. Không, không, không có khả năng. Vu Phàm trong mồm phát ra gầm nhẹ, thật sự là khó mà tin được. Đây chính là một tôn thần quân A, mặc dù chỉ là thần quân nhất trọng, nhưng là Lam Thương tinh hạch đã phế, sao có thể giết thần quân cảnh cường giả. Bá! Giờ phút này, từ thần quân cảnh lão giả trong mi tâm, bay ra một đạo kiếm quang, chính là Lam Thương linh hồn ngưng tụ kiếm quang. Bất quá đạo kiếm quang này quang mang so trước đó mở đi không biết bao nhiêu lần, trước đó là tinh thần mà nói, hiện tại chính là ánh nến, lung lay sắp đổ bay trở về Lam Thương mi tâm bên trong. Lam Thương thân thể run lên, phun máu phè phè, hiển nhiên, hắn mặc dù đánh chết thần quân cảnh lão giả, nhưng là chính hắn cũng bị trọng thương. Một chiêu kia mới vừa rồi, chính là Lam Thương thiêu đốt linh hồn chi lực phát ra, mặc dù đánh chết đối phương, nhưng là chính hắn linh hồn chi lực hao tổn cũng phi thường kinh người, liền thọ nguyên, cũng lớn giảm một đoạn. Thả ra Linh Nhi. Lam Thương đánh chết thần quân lão giả về sau, hướng về Lam Phong phóng đi, một trường hướng về Lam Phong oanh sát đi. Giờ phút này, Lam Thương sát cơ lạnh lẽo, hắn đã triệt để bạo nộ rồi, đối Lam Phong động sát cơ, dù sao đã giết đối phương mấy người, cũng không để ý giết nhiều Lam Phong một cái. Mà Lam Phong đã ngốc, hắn là bị triệt để dọa sợ, đều quên tránh né, chờ hắn kịp phản ứng, muốn tránh né, đã chậm. A, cứu mạng, cứu ta. Lam Phong cuồng loạn kêu to lên. Mắt thấy, Lam Thương một trường liền muốn đánh trúng Lam Phong, bỗng nhiên, nơi xa chuyển đến một đạo kinh khủng lực lượng. Một vệt ánh đao, lấy kinh thiên tốc độ, hướng về bên này chém tới. Oanh! Đao quang chạm tại Lam Thương đại thủ phía trên, Lam Thương phun máu phè phè, thân hình nhanh lùi lại. Ầm ầm, cái hướng kia phát ra kinh khủng chấn động, như thiên quân vạn mã hướng về bên này đánh tới, áp lực kinh khủng, áp hiện trường mỗi người hô hấp đều không thoải mái. Sau đó, đám người nhìn thấy một chi người mặc chiến giáp quân sĩ đạp không mà đến. Cái này đội quân sĩ số lượng chỉ có 10 cái, nhưng là mỗi người tản ra khí tức lại đáng sợ tới cực điểm. Đặc biệt là đi ở phía trước mấy người càng đáng sợ hơn, vậy chờ khí tức quả thực so trước đó thần quân cảnh lão già còn muốn đáng sợ. Thần quân. Không hề nghi ngờ, đi tuốt ở đằng trước mấy người, đều là thần quân, hơn nữa so với kia thần quân nhất trọng lão già còn mạnh hơn thần quân. Là cấm vệ quân. Có người mở miệng, thanh âm khô khốc. Thái hư thánh triều, địa hạt vô ngần, nhưng là địch nhân cũng phi thường nhiều, cho nên chuẩn bị võ không ngừng, số lượng của quân đội nhiều vô số kể. Có được từng nhánh đáng sợ quân đội, trấn thủ bát phương. Nhưng là, ở tất cả quân đội bên trong, cấm vệ quân, không hề nghi ngờ là mạnh nhất một chi, phụ trách thủ vệ Thái Hư Thánh Đô. Có thể gia nhập lính cấm vệ, từng cái đều là trong cường giả, tiềm lực vô tận. Thái Hư Thánh Triều rất nhiều thanh danh hiển hách nhân vật, đều là từ cấm vệ quân đi ra ngoài. Lính cấm vệ tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt, đã đến phụ cận, áp lực cường đại, hướng về Lam Thương áp đi, để Lam Thương thân hình liên tiếp lui về phía sau. Ngô đội trưởng, là ngươi. Quá tốt rồi. Vu Phàm nhìn thấy cấm vệ quân về sau, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Vu Phàm công tử, chuyện gì xảy ra? Cấm vệ quân người cầm đầu nói.
Nhìn thấy một màn này, Lam Thương trong lòng cảm giác nặng nề. Ngô đội trưởng, cái này Lam Thương, vô pháp vô thiên, thủ đoạn ngoan độc, liên tục giết ta quốc sư phủ người, thậm chí ngay cả một cái thần quân cảnh cường giả đều bị hắn đã giết, nhất định bắt lấy hắn, nghiêm trị không tha. Vu Phàm giống to. Cái gì, giết thần quân? Mười mấy người lính cấm vệ đều thất kinh, ánh mắt nhìn phía Lam Thương. Lam Thương, bọn họ tự nhiên là nhận biết, nhưng là Lam Thương tinh hạch không phải là bị phế sao, thế mà có thể sát thần quân. Ngô đội trưởng ánh mắt sáng ngời, nhìn qua Lam Thương, nói, nguyên lai là linh hồn chi lực, Lam Thương, thiên phú của ngươi thật là khiến người ta kính nể, nhưng là hôm nay ngươi tại thánh đô nội sát người, còn giết thần quân cảnh cường giả, đã xúc phạm luật lệ, ngươi nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến. Ai? Lam Thương thở dài một tiếng, hắn biết rõ, hôm nay hắn là đi chưa xong, hắn đánh chết một vị thần quân cảnh cường giả, đã tiêu hao hết linh hồn lực, thậm chí đại đại hao tổn linh hồn lực, đã bất lực tái chiến. Huống hồ, cấm vệ quân bên trong mạnh nhất mấy người, so với kia lão giả mạnh hơn, hắn coi như không có hao tổn linh hồn chi lực, cũng tuyệt đối không phải đối phương đối thủ. Ta và các ngươi đi không có vấn đề, nhưng việc này cùng ta nữ nhi không quan hệ, ta hy vọng các ngươi thả nàng. Lam Thương nhìn về phía Lam Linh nói. Không, cha, ngươi không thể cùng bọn hắn đi. Lam Linh kêu to. Lính cấm vệ Đại Lao, là Thái Hư Thánh Triều kinh khủng nhất địa phương một trong, đi vào, không có nhiều có thể đi ra. Linh Nhi, ngươi đi mau. Lam Thương hét lớn. Đi, hôm nay, các ngươi cũng đi không được. Vu Phàm thanh âm lạnh như băng vang lên, nói, Ngô đội trưởng, xuất thủ đem Lam Thương cầm xuống, nữ nhi của hắn, ta tự sẽ xử lý. Nói xong, Vu Phàm hướng về Lam Linh dậm chân đi. Ngươi dám. Lam Thương nổi giận, vận chuyển còn sót lại linh hồn chi lực, liền muốn đối Vu Phàm xuất thủ. Nhưng Ngô đội trưởng vung tay lên, một đầu xiềng xích bay múa mà ra, đem Lam Thương bao quanh quấn quanh, đảm nhiệm Lam Thương làm sao giãy giụa đều vô dụng. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Ngô đội trưởng trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn thân làm cấm vệ quân, chức trách, Lam Thương ở Thánh Đô giết người, hơn nữa còn giết thần quân cảnh cường giả, hắn nhất định phải đem Lam Thương cầm xuống, mang đến cấm vệ quân Đại Lao tiếp nhận điều tra. Hơn nữa, quốc sư quyền khuynh thiên hạ, đối lính cấm vệ ảnh hưởng cũng rất lớn, hắn nếu không vâng lời Vu Phạm ý tứ, về sau hắn tháng ngày, cũng sẽ không tốt hơn. Ha ha ha, Lam Thương, ngươi còn muốn đấu với ta, nằm mơ a, con gái của ngươi, ta sẽ hảo hảo thương tiếc nàng. Vu Phàm cười lạnh, sải bước hướng về Lam Linh đi đến, vung tay lên, hướng về Lam Linh chộp tới. Vu Phàm thân làm Thánh Đô thập kiệt một trong, thực lực so Lam Phong còn mạnh hơn, Lam Linh căn bản không đối kháng được, miễn cưỡng ngăn cản mấy lần, liền bị Vu Phàm đại thủ bao phủ. Mắt thấy, Lam Linh liền muốn rơi vào Vu Phàm trong tay. Vu Phàm lấy thần lực ngưng tụ một cái đại thủ, súng lại Lam Linh, mắt thấy là phải đem Lam Linh bắt lấy. Lam Thương ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nhớ năm đó, hắn kinh diễm vô song, uy danh chấn động Thánh Đô, hạng gì phong quang. Liền xem như Vu Phàm phụ thân, đương kim quốc sư, đối mặt hắn, đều muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng bây giờ, lại ngay cả mấy cái vãn bối, đều có thể khi dễ đến trên đầu của hắn, càng đáng buồn chính là, hắn liền nữ nhi của mình, đều không bảo vệ được. Hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Đúng lúc này, một cỗ uy phong thổi tới. Cỗ này uy phong, cực kỳ quỷ dị, giống như xuân phong đồng dạng, không có chút nào lực lượng, nhưng là thổi tới Vu Phàm ngưng tụ đại thủ lúc, bàn tay của hắn trực tiếp tán loạn ra. Mà Lam Linh, bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, một mực lui lại, cách xa Vu Phàm, Lam Phong đám người. Ai? Vu Phàm gầm thét, ánh mắt như điện, liếc nhìn tứ phương. Người trẻ tuổi, không nên lấn hiếp người quá đáng, nên tha người thì cũng nên tha. Một giọng già nua vang lên, đón lấy, trong đám người, một lão già đi ra. Lão già này, thoạt nhìn phi thường già, sợi râu tóc tuyết bạch, nếp nhăn đầy mặt, ánh mắt đục ngầu, từ từ một bước bước ra ngoài. Hắn nhìn như đi rất chậm, nhưng là tốc độ lại mau kinh người, người khác còn chưa kịp phản ứng, hắn đã tới Lam Linh một bên. Lão gia hỏa, vừa nãy là ngươi xuất thủ, ngươi thật to gan, ta Vu Phàm sự tình ngươi cũng dám quản, ta xem ngươi tuổi đã cao là chán sống rồi. Vu Phàm hét lớn, người trẻ tuổi hỏa khí thật to lớn, ta cho ngươi giảm giảm hỏa. Lão già nhàn nhạt mở miệng, sau đó cách không một tát ra ngoài. Không có người nhìn ra lão già làm sao xuất thủ, chỉ thấy lão già vung tay lên, sau đó một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai, vang vọng toàn trường. Vu Phàm kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngang ra ngoài, một mực ở không trung chuyển mấy trăm vòng, mới ngừng lại được. Đám người phát hiện,
Hắn ngửa bên mặt đá sưng giống đầu heo, đầy miệng răng bay loạn, thực sự là vô cùng thê thảm. A, lão bất tử, ngươi dám đánh ta, Ngô đội trưởng, xuất thủ, phế lão già này, ta muốn đem lão già này cầm lấy đi cho chó ăn. Vu Phạm cuồng loạn kêu lên. Nhưng là, hắn lại không có phát hiện, Ngô đội trưởng sắc mặt phi thường ngưng trọng, thậm chí mang theo vẻ khiếp sợ. Ngô đội trưởng mấy bước bước ra, sau đó hướng về lão già ôm quyền khom người, nói tiền bối thế nhưng là thiên thánh lão thiên vương. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Phàm là nghe qua cái tên này, đều trừng to mắt, sững sờ nhìn xem lão già. Thiên thánh lão thiên vương, toàn bộ Thái Hư Thánh Triều, có thể bị xưng hô như vậy, chỉ có một người, kia liền là 27 thiên vương phủ một trong thiên thánh thiên vương quý phủ tiền nhiệm thiên vương. 27 thiên vương phủ, cũng là có mạnh có yếu, mạnh yếu thực lực, chênh lệch cực lớn. Mà thiên thánh thiên vương phủ, ở 27 thiên vương phủ có thể xếp vào 3 vị trí đầu tồn tại. Mà thiên thánh lão thiên vương, chính là trước mắt thiên thánh thiên vương ra ra, đây là một cái nhân vật truyền kỳ, sống vô tận 5 tháng, không ai nói rõ được, thiên thánh lão thiên vương đến cùng bao nhiêu tuổi rồi. Nhưng là có một chút được công nhận, kia liền là thiên thánh lão thiên vương thực lực, tuyệt đối là kinh thiên động địa, ở Thái Hư Thánh Triều đứng hàng đầu tồn tại, chính là đứng ở đỉnh phong cái kia một nhóm nhỏ người một trong. Có người nói, nếu như thiên thánh lão thiên vương vẫn như cũ chấp trưởng thiên thánh thiên vương phủ mà nói, cái kia thiên thánh thiên vương phủ cũng không phải là 3 vị trí đầu, mà là đệ nhất. Bất quá, thiên thánh lão thiên vương đã vô tận tuế nguyệt không có hiện thân, rất nhiều người đều tưởng rằng hắn đã vẫn lạc, chẳng lẽ hiện tại lại xuất hiện. Lam Phong, Vu Phàm con ngươi cũng mãnh liệt trừng lớn, lộ ra vẻ kinh hãi. À, không nghĩ tới ta nhiều năm như vậy không lộ diện, còn có người nhớ ký ta lão gia hỏa này. Lão già mỉm cười, tương đương chấp nhận ngôn lời của đội trưởng. Vãn bối năm đó may mắn gặp qua lão thiên vương, một mực không dám quên, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại lão thiên vương, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Ngô đội trưởng cung kính nói. Lão thiên vương mỉm cười, ánh mắt nhìn phía Lam Thương. Không nghĩ tới, năm đó một đời nhân kiệt, lại rơi vào kết quả như vậy, đáng buồn đáng tiếc. Thiên thánh lão thiên vương thở dài một hơi. Lão thiên vương, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, đáng tiếc vãn bối hiện tại không thể hành lễ. Lam Thương nói. Mọi người ánh mắt lóe lên, hiển nhiên, Lam Thương cùng thiên thánh lão thiên vương là nhận biết. Không cần đa lễ. Thiên thánh lão thiên vương tùy ý phất phất tay, thở dài, năm đó, một cái là ngươi, một cái là Kinh Vũ, là ta coi trọng nhất hai người, kinh tài tuyệt diễm, nhưng hôm nay, một cái vẫn lạc, một cái bị phế, thực sự là tạo hóa trêu ngươi, đáng buồn đáng tiếc. Đám người kinh dị, không dám chen vào nói. Kinh Vũ ở Thái Hư Thánh Triều, có thể nói là cấm kỵ, đặc biệt là ở Thái Hư Thánh Đô, không người dám xách. Dám nói như vậy, cũng liền thiên thánh lão thiên vương bực này nhân vật. Lam Thương cúi đầu không nói. Mấy vị, Lam Thương đã từng cùng ta có duyên gặp mặt một lần, có thể hay không buông tha hắn. Thiên thánh lão thiên vương ánh mắt nhìn về phía Ngô đội trưởng. Cái này, Ngô đội trưởng do dự. Không được. Lúc này, Vu Phàm lại kêu lên. Hắn hướng thiên thánh lão thiên vương liền ôm quyền, nói, lão thiên vương, vãn bối kính ngươi là tiền bối, vừa rồi vãn bối có nhiều bất kính, ngươi giáo huấn vãn bối không dám lên tiếng, nhưng là... Vu Phàm một chỉ Lam Thương, nói, Lam Thương ở Thánh Đô giết nước ta sư phụ tốt mấy người cao thủ, còn có một vị thần quân cảnh cường giả, đã trái với luật lệ. Cái này luật lệ, chính là lịch đại Thánh Hoàng quyết định, ở Thánh Đô bên trong, trừ phi ở một chút hoàn cảnh đặc định phía dưới, bằng không không thể giết người, tiền bối mặc dù địa vị tuân theo, nhưng là không thể trái với Thánh Hoàng luật lệ a. Ở Thái Hư Thánh Đô có quy định, là không thể giết người. Nhưng là hai bên giao thủ là có thể, liền xem như trọng thương. Hoặc là phế đối phương đều có thể, nhưng thì là không thể giết người. Muốn giết người, trừ phi trong điều kiện đặc biệt, tỉ như lên sinh tử chiến đài. Đây là vô tận 5 tháng trước đây, một vị cổ lão thánh hoàng quyết định, qua nhiều năm như vậy, một mực dùng cho tới nay. Thiên thánh lão thiên vương con mắt đục ngầu bên trong, tinh quang lóe lên, Vu Phàm hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến Ngô đội trưởng sau lưng. Thiên thánh lão thiên vương uy danh quá thịnh, coi như cha hắn quốc sư đối mặt lão thiên vương. Cũng phải lễ nhượng 3 phần, hắn thật đúng là sợ lão thiên vương dưới cơn nóng giận, một bàn tay đem hắn chụp chết. Thánh hoàng luật lệ đối người bình thường hữu dụng, đối lão thiên vương bực này nhân vật, có thể là vô dụng. Lão thiên vương, vãn bối chức trách mang theo, xin đừng nên để vãn bối khó xử. Ngô đội trưởng lại ôm quyền nói, cũng không có thả Lam Thương dự định. Lão thiên vương không cần khó xử,
liền để bọn họ dẫn ta đi à, vãn bối chỉ muốn mời lão thiên vương cứu tiểu nữ, không muốn rơi trong tay bọn hắn. Lam Thương nói, hắn nhân vật bậc nào, tự nhiên minh bạch, thiên thánh lão thiên vương bản thân, ngược lại là không sợ thánh hoàng luật lệ. Nhưng là, hắn còn có một cặp đồ tử đồ tôn đây. Nếu như lão thiên vương cường đến, liền sẽ liên lụy thiên thánh thiên vương phủ. Ai, yên tâm, ngươi nữ nhi, không có việc gì. Lão thiên vương thở dài. Đích xác, hắn không thể không nhìn kỹ toàn bộ thiên thánh thiên vương phủ an nguy. Không được, Lam Linh ta cũng muốn mang đi. Vu Phàm giống to. Nha đầu kia trái với cái gì luật lệ, ngươi muốn dẫn đi nàng. Thiên thánh lão thiên vương nhàn nhạt hỏi. Đó là vị hôn thê của ta, ta tự nhiên muốn mang đi nàng. Vu Phàm nhắm mắt nói. Đánh rắm, Linh Nhi lúc nào thành vị hôn thê của ngươi? Ngươi cùng Lam gia định sự tình, cùng ta cùng Linh Nhi không quan hệ, ta đã sớm cùng Lam gia không quan hệ rồi. Lam Thương giống to. A, à, nguyên lai là ép mua buộc bán, thật to gan. Lão Thiên Vương trong mắt tinh quang lóe lên, một áp lực đáng sợ, lan tràn ra. Cho dù là trốn ở Ngô đội trưởng sau lưng, bị cô uy áp này đè ép, Vu Phàm cũng đặt mông ngồi ở giữa không trung, kém chút sợ tè ra quần. Hắn có loại cảm giác, thiên thánh lão thiên vương một ánh mắt, liền có thể đánh giết hắn. Mà Ngô đội trưởng, thân thể cũng là run lên, liền lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Vẹn vẹn một cỗ uy áp mà thôi, liền để hắn có loại không chịu nổi cảm giác, hắn hiểu được, hắn cùng với thiên thánh lão thiên vương ở giữa chênh lệch quá xa. Còn có, ngươi mang đi Lam Thương, dự định xử trí như thế nào? Thiên thánh lão thiên vương nhìn Ngô đội trưởng. Ngô đội trưởng nuốt nước miếng một cái. Cung kính nói, vãn bối tự nhiên theo lẽ công bằng làm, báo cáo thánh hoàng, chờ thánh hoàng xử trí. Người tốt nhất là làm như vậy, lão phu không hy vọng có ít người can thiệp cấm vệ quân làm việc, bằng không, lão phu tự sẽ đến thánh hoàng nơi đó, hỏi thăm rõ ràng. Lão thiên vương quét Vu Phàm một cái. Hắn nói bóng gió rất rõ ràng, chính là hy vọng cấm vệ quân theo lẽ công bằng làm, không hy vọng quốc sư phủ nhúng tay ứng phó Lam Thương. Lão thiên vương yên tâm, việc này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ngô đội trưởng vội vàng nói, phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hiểu được, chuyện này hắn một cái xử lý không tốt, tiền đồ đáng lo. Vu Phàm sắc mặt khó coi, hắn vốn đang thật dự định trong bóng tối sử dụng thủ đoạn, giết chết Lam Thương, nhưng hiện tại xem ra, Ngô đội trưởng hiển nhiên sẽ không để cho hắn làm như vậy. Tiền bối, cái kia không có chuyện gì khác, vãn bối liền cáo từ. Ngô đội trưởng liền ôm quyền, sau đó cho thủ hạ nháy mắt, mang theo Lam Thương, quay người chậm rãi lui về phía sau. Vu Phàm hung hăng quét Lam Linh một cái, sau đó cùng Lam Phong cũng rời khỏi nơi này. Tiền bối, còn mời tiền bối mau cứu cha ta. Lam Linh hai mắt đẫm lệ, hướng Lão Thiên Vương cầu khẩn. Yên tâm, Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức sắp đến, ở Thái Hư Hoàng gia Thánh Viện tổ chức trước sau 100 năm, Thánh Hoàng cung nội, cấm vệ quân bên trong, bình thường sẽ không đối phạm nhân động thủ, chờ qua một thời gian ngắn, Lão Phu sẽ nghĩ biện pháp, chúng ta đi. Lão Thiên Vương nói xong, vung tay lên. Mang theo Lam Linh, về tới Lam Thương bọn họ nguyên lai cư trú chi địa. Chuyện xảy ra bên ngoài, Lục Minh tự nhiên hoàn toàn không biết. Hắn toàn tâm toàn ý ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện, lĩnh hội đủ loại thần lực. Thời gian từng ngày đi qua, trong nháy mắt, hắn ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích, liền tu luyện 35 ngày. Hắn đã đến giờ. Lục Minh mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. 35 ngày tu luyện, hắn thu hoạch quá lớn. Lúc đầu, hắn tổng cộng có 3 loại thần phẩm thần lực, thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, còn có 5 loại thần phẩm thần lực, thức tỉnh trình độ ở 99%. Nhưng là, 35 ngày liên tục tu luyện, cái kia mặt khác 5 loại thần phẩm thần lực, toàn bộ đột phá, toàn bộ thức tỉnh ra thần lực bản nguyên thừa số. Cứ như vậy, hắn 8 loại thần phẩm thần lực, đều thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, nhường hắn thực lực đại trướng. Cái này Thánh Thiên Ngọc Bích, thật đúng là kỳ diệu a, đoạt thiên địa tạo hóa. Cái kia cốt kiếm tộc thiên kiêu, chẳng phải là nguyên một đám cực kỳ khủng bố. Lục Minh âm thầm suy nghĩ. Hàng ngày ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện, cốt kiếm tộc người chẳng phải là siêu cấp khủng bố cường đại. Bất qua nghĩ lại chưa hẳn. Bởi vì Thánh Thiên Ngọc Bích muốn duy trì loại này công hiệu, là cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng thúc giục. Còn có, cũng không phải là mỗi người ở dưới Thánh Thiên Ngọc Bích tu luyện, đều có Lục Minh loại hiệu quả này, thiên phú càng cao, hiệu quả mới có thể càng tốt. Thiên phú kém, hiệu quả tự nhiên là kém. Còn có một chút, Lục Minh phỏng đoán, chỉ sợ thần lực bản nguyên thừa số thức tỉnh nhiều lần,
Nói thí dụ như thức tỉnh hai lần về sau ở lĩnh hội, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Điểm này, Lục Minh tự mình nghiệm chứng qua. Hắn năm loại thần phẩm thần lực toàn bộ sau khi giác tỉnh, còn thừa lại 2 ngày thời gian, 2 ngày này, hắn dùng đến lĩnh hội chúa tể thần lực, hy vọng có thể để chúa tể thần lực thêm gần một bước, thức tỉnh 2 lần thần lực bản nguyên thừa số. Nhưng là chúa tể thần lực tiến bộ, cũng không phải đặc biệt kinh người. Mặt khác năm loại thần phẩm thần lực sở dĩ tiến bộ kinh người như vậy, là bởi vì lúc trước còn không có thức tỉnh. Một khi thức tỉnh về sau, bắt đầu tìm hiểu đến, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Bằng không, cái kia Thánh Thiên Ngọc Bích cũng quá nghịch thiên, coi như cốt kiếm tộc có mạnh hơn, cũng không giữ được. Thu nguyệt thời gian, so Lục Minh nhiều một ngày, Lục Minh nay ở chỗ này lặng lặng chờ đợi. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Thu nguyệt cũng kết thúc tu luyện. Thu nguyệt kết thúc tu luyện về sau, hai người không có dừng lại, đi thẳng nơi này, rời đi cốt kiếm tộc. Trên đường, Thu nguyệt, ngươi tu luyện thế nào? Lục Minh hỏi. Ta mặt khác thần lực, đều thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, thiếu gia, ngươi đây. Thu nguyệt nháy mắt hỏi. Đều thức tỉnh, tốt. Lục Minh đại hỉ. Thu nguyệt tu luyện thần lực và hắn gần như giống nhau, nói như vậy, Thu nguyệt mặt khác thần lực, cũng đều thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số. Ta cũng kém không nhiều. Lục Minh cười một tiếng. Hai người vừa đi vừa nói, hướng về cư trú chi địa đi. Khi bọn hắn trở lại cư trú chi địa thời điểm, lại nhìn thấy Lam Linh ở suy nghĩ xuất thần. Lam cô nương, Lam thúc đây. Lục Minh hỏi. Cha, cha hắn. Bị Lục Minh hỏi một chút, Lam Linh mắt to tràn ngập sương mù, nước mắt kém chút rơi ra. Lam thúc thế nào? Lục Minh tâm lý rung động, có loại dự cảm xấu. Cha hắn bị cấm vệ quân bắt đi. Lam Linh nói lấy, nước mắt liền rớt xuống. Giờ khắc này, Lam Linh không còn là cái kia cao ngạo Lam Linh, mà là một cái không giúp cô gái yếu đuối. Bị cấm vệ quân bắt đi, chuyện gì xảy ra? Lục Minh liền vội hỏi. Lập tức, Lam Linh đem ngày đó sự tình, nói một lần. Lam Phong, Vu Phàm, đáng chết. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Những năm gần đây, hắn mặc dù gọi Lam Thương là Lam Thúc, kỳ thật trong lòng, đã đem hắn xem như lão sư của mình. Hiện tại, Lam Thương lại gặp bậc này bất công tao ngộ, hắn lửa giận ngút trời, hận không thể giết tới cấm vệ quân nơi đó, đem Lam Thương cứu ra. Lục Minh hít sâu mấy hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Lấy hắn hiện tại tu vi, giết tới cấm vệ quân nơi đó đi, chỉ sợ tùy tiện một người lính cấm vệ, đều có thể một bàn tay chụp chết hắn. Vị kia thiên thánh lão thiên vương tiền bối đây, ở nơi nào, ta đi bái phỏng một lần. Lục Minh hỏi tiếp, tiểu gia hỏa, ngươi đang tìm lão phu sao? Lục Minh sau lưng, bỗng nhiên vang lên thanh âm, gần trong gang tấc. Lục Minh kinh hãi, phía sau hắn lại có thể có người, hắn một điểm cảm giác đều không có. Liền vội vàng xoay người, liền nhìn thấy một lão già, mỉm cười nhìn hắn. Hết tập 212.